Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 20. Cách đó không xa, nhân nữ lặng lẽ nhìn những thần tướng bị tan biến ở đằng xa, trong tay ôm một con hồ ly. Nhìn thấy những thần tướng trước mặt bị hủy diệt, những thần tướng phía sau không dám xông lên nữa, rối rít lui về đằng sau, trên mặt 10 người khổng lồ thần linh cũng lộ vẻ sợ hãi, bọn họ nhìn chằm chằm 6 người phụ nữ đứng đối diện. Minh nữ, người phụ nữ cưỡi lợn, quang nữ, giới nữ, nhân nữ, băng nữ. Minh nữ đột nhiên nói, giết hết bọn chúng ở đây đi. Vừa dứt lời, 6 chị em đồng loạt xông tới. Phía xa, tên thần tướng dẫn đầu đột nhiên gằn giọng nói, ngăn mấy ả lại. Dứt lời, gã và đám thần tướng bên cạnh cũng xông ra, ở ngoài cùng chính là đám người khổng lồ thần linh. Chẳng mấy chốc, hư không bắt đầu rung lắc kịch liệt, sau đó vỡ vụn từng chút một. Bên trong thư viện Quan Huyên, giờ phút này cũng đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, bởi vì đám thần linh tới đây đều là những cường giả hàng đầu, vì vậy đám người Lý Bán Chi cũng không để những cường giả dưới cảnh giới trí cảnh tham chiến, mà bảo bọn họ lập tức rút lui. Bởi vì cường giả dưới cảnh giới trí cảnh ở trước mặt thần tướng và thần quân, hoàn toàn không có sức đánh trả, chỉ có thể hy sinh vô ích. Cách đó không xa, một luồng kiếm quang đột nhiên bộc phát, một tên thần quân bị Diệp Quân chém lui ra mấy trăm trượng. Thần quân kia vừa dừng lại, cây thương dài trong tay gã vỡ tan. Nhìn thấy cảnh này, thần quân lập tức cau mày, gã nhìn kiếm trong tay Diệp Quân ở đằng xa, trong mắt hiện lên chút kiêng dè. Cảnh giới của gã có thể nghiền ép Diệp Quân, nhưng sau khi giao đấu, gã lại không thể làm gì Diệp Quân, bởi vì thanh kiếm trong tay Diệp Quân quá đáng sợ. 6 cây thương của gã đã bị gãy. Bất kể là thương cấp bậc nào, chỉ cần đụng vào thanh kiếm đó thì đều vỡ vụn. Gã chỉ biết rằng ở vũ trụ Quan Huyên có một thanh thần kiếm, tên là kiếm Thanh Huyên. Mà thanh kiếm trước mắt rõ ràng không phải kiếm Thanh Huyên. Diệp Quân nhìn chằm chằm thần quân trước mắt, sắc mặt hơi tái nhợt. Không có Ngao Thiên Thiên dung hợp, cảnh giới tự thân của hắn căn bản không theo kịp cảnh giới kiếm đạo, vì vậy hắn không chịu nổi sự tiêu hao lớn như vậy. Hơn nữa nếu không có kiếm hành đạo, hắn hoàn toàn không thể chống lại tên thần quân trước mặt. Giờ phút này, ở đây có khoảng 15 vị thần quân. Thực lực của mỗi thần quân đều vô cùng nghịch thiên. Hắn rất muốn giết tên thần quân này bằng một nhát kiếm, nhưng lúc này, tốc độ mà hắn luôn kiêu ngạo căn bản không uy hiếp được gã. Đối diện với Diệp Quân, cơ thể thần quân trở nên hư ảo, trong nháy mắt, thời không trước mặt Diệp Quân đột nhiên nứt ra, một sức mạnh cường đại lao tới. Diệp Quân hơi híp mắt, đánh ra một nhát kiếm. Vèo! Nhát kiếm vừa vung ra, sức mạnh cường đại lập tức bị đánh tan, nhưng vào lúc này, sau lưng Diệp Quân đột nhiên xuất hiện một tia sáng lạnh. Con người Diệp Quân đột nhiên co rút lại. Hai tên thần quân, tên phía sau mới thật sự hiểm độc. Tốc độ nhanh đến mức Diệp Quân không thể né tránh, nhưng vào thời khắc mấu chốt, một cái bóng đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Quân. Cái bóng đó chỉ điểm vài cái, bỗng chốc, hàng ngàn tàn ảnh xông ra. Trong nháy mắt, tên thần quân kia bị đẩy lùi ra mấy trăm trượng. Thời không xung quanh Diệp Quân vỡ vụn. Diệp Quân xoay người lại, trước mặt hắn là một người phụ nữ mặc váy đen, tóc dài xõa vai, đưa lưng về phía hắn, nên không nhìn rõ mặt. Lúc này, người phụ nữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, bà ấy quan sát Diệp Quân, khóe miệng hơi nhếch lên, xin chào, ta là ảnh nữ, bạn của ông nội ngươi. Ông nội. Diệp Quân sửng sốt. Hình như cha và ông nội có rất nhiều bạn. Ảnh nữ quan sát Diệp Quân một lúc, sau đó cười nói, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Quân sững sờ, sau đó nghiêm túc nói, cảm ơn. Lúc này không phải là lúc để giả bộ, lúc nên khiêm tốn vẫn phải khiêm tốn. Ảnh nữ đang định lên tiếng, lúc này, thời không chân trời phía xa lại đột nhiên nứt lìa, đại đạo màu vàng dài vạn trượng trải ra. Sau đó một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu vàng chậm rãi bước tới. Bên hông người đàn ông trung niên là một thanh đao dài không vỏ, lưỡi đao đen tuyền, trên lưỡi đao có nhiều vết xước, tay trái ông ta ấn cán đao. Ông ta vừa bước tới, toàn bộ thư viện Quan Huyên đều trở nên hư ảo, dù sử dụng pháp tắc thiên đạo tu sửa cũng vô dụng. Thần Hoàng! Lại một vị Thần Hoàng tới. Ở dưới, lúc này Lý Bán Chi đã lấy lại bình tĩnh. Bà ấy nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên mặc kim giáp. Phía chân trời,
Sau khi người đàn ông mặc kim giáp bước ra, ánh mắt ông ta rơi vào Diệp Quân, ông ta còn nheo mắt lại khi nhìn thấy hắn, hậu duệ của kiếm chủ nhân gian. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên bước lên phía trước, rút đao chém một nhát. Xẹt! Trong nháy mắt, cả trời đất nứt toác, một luồng đao khí màu vàng từ trời đất chém xuống. Trời đất chia làm hai. Nhìn thấy cảnh tượng này, con người Diệp Quân bỗng nhiên co rụt lại, hắn không phải đối thủ của người này nên không chút do dự lấy tháp ra ra. Không được rồi. Phải nhờ tháp ra chống đỡ. Tiểu tháp không nói nên lời, tên khốn này thật ác độc. Diệp Quân ôm tháp ra, nhìn chằm chằm thanh đao khí kia chém xuống, lúc này trong lòng hắn cảm thấy chua xót. Ông đây vừa mới nhận tổ quy tông, các người đã lập tức phái cường giả mạnh nhất đến đánh ta. Mẹ kiếp, đúng là không có võ đức. Cho ta chút thời gian để phát triển không được sao. Khi đao khí màu vàng chém xuống, một người phụ nữ váy trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, hai tay chắp sau lưng, nhìn thanh đao với vẻ mặt bình tĩnh như nước. Lúc đao khí màu vàng vụt tới đỉnh đầu của người phụ nữ váy trắng, trong mắt bà ấy lóe lên vẻ sắc lạnh, một giây sau, bà ấy há to miệng. Giữa đất trời, một cái miệng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cái miệng đó ngoạm một miếng, nuốt trọn lấy đao khí màu vàng vạn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ váy trắng, trên mặt ngập tràn vẻ hoài nghi. Đây là ông lớn nào vậy? Nơi chân trời, người đàn ông mặc kim giáp mang theo đao cúi xuống nhìn người phụ nữ váy trắng, ánh mắt bình tĩnh. Người phụ nữ váy trắng nhìn người đàn ông mặc kim giáp, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh. Đột nhiên, người đàn ông mặc kim giáp cầm theo thanh đao biến mất khỏi vị trí. Vút! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, một ánh đao chém xuống nơi chân trời. Đất trời lại bị một nhát đao chém vụn chỉ trong nháy mắt. Người phụ nữ váy trắng bỗng biến mất khỏi vị trí. Một tia sáng trắng lao thẳng lên trời, đụng thẳng vào đao quang kia. Hai sức mạnh khủng bố vừa tiếp xúc đã bộc phát mạnh mẽ, một luồng sóng xung kích vô cùng dữ dội lan ra từ giữa đất trời, nháy mắt đã làm chấn động không gian hàng trăm nghìn trượng. Xung quanh đỉnh thí luyện, hàng trăm nghìn ngọn núi lớn lập tức hóa thành cho bụi. Một số cường giả tương đối yếu còn bị làn sóng xung kích cường đại này làm cho chấn động tới mức thịt nát xương tan. Vào khoảnh khắc làn sóng xung kích đó xuất hiện, ảnh nữ đứng chắn trước mặt Diệp Quân, bà ấy bộc phát hàng triệu tàn ảnh, ngăn chặn toàn bộ làn sóng xung kích khủng bố ở trước mặt Diệp Quân. Cả đất trời đều trở nên hỗn loạn. Nơi chân trời, người phụ nữ váy trắng và thần hoàng kia đã tiến vào trong một khoảng thời không đặc biệt. Bên dưới, Lục Thiên, liếc nhìn người phụ nữ váy trắng, sau đó nhìn về phía Lý Bán Chi, khẽ cười, không hổ là viện phó số 1 của vũ trụ Quan Huyên, hôm nay bọn ta tới thư viện Quan Huyên một cách bất ngờ, mà bà lại có thể chuẩn bị đầy đủ như thế, lợi hại. Lý Bán Chi nhìn, Lục Thiên, ta cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai làm nội ứng cho các người. Lục Thiên, cười nói, Lý viện phó thông minh như vậy, sẽ không có chuyện không đoán ra được, không đúng. Nên nói là đã đoán được rồi nhưng lại không dám tin. Lý Bán Chi trầm mặc. Lục Thiên, cười nói, vốn dĩ muốn phá hủy đại bản doanh của vũ trụ Quan Huyên, nhưng không ngờ hậu nhân của kiếm chủ nhân gian lại xuất hiện, điều này thật sự là một niềm vui bất ngờ. Lý Bán Chi đột nhiên nói, ta có một thắc mắc. Lục Thiên, cười nói, Lý viện phó muốn kéo dài thời gian, không sao hết, ta cũng cần một chút thời gian, vậy nên Lý viện phó cứ hỏi đi. Lý Bán Chi nhìn, Lục Thiên không phải là người mang thiên mệnh thật sự, đúng không? Lục Thiên, cười nói, chuyện này quan trọng sao? Lý Bán Chi khẽ nói, ngẫm nghĩ thì cũng phải, hai vị đó của đạo môn không thể nhìn chúng một người có tâm tính tệ như vậy. Lục Thiên, nhìn Diệp Quân phía xa, khẽ cười nói, Lý viện phó, không thể không nói, thiếu chủ của các người rất yêu nghiệt, so với đám người kia của chân thế giới bọn ta thì không hề kém cạnh. Hắn khiến ta nhìn thấy kiếm chủ nhân gian trước đó, nên hôm nay cho dù có phải hy sinh tất cả mọi người thì ta cũng phải khiến hắn biến mất khỏi thế gian này. Lý Bán Chi nhìn, Lục Thiên, người có thể thử. Ha ha! Lục Thiên, phá lên cười, Lý viện phó, người của ta tới rồi. Đột nhiên, phía sau người, Lục Thiên, có một đường hầm không gian xuất hiện, một giây sau,
luồng khí tức cường đại long trời lở đất đổ ập tới. Lý Bán Chi híp hai mắt lại, bà ấy nhìn đường hầm không gian này, nơi đó có một nam một nữ bước ra. Người đàn ông mặc hỏa giáp màu đen, trong tay cầm một thanh giáo dài, đầu tóc đỏ hoe, hai mắt giống như nham thạch ngưng tụ lại, đang nhen nhóm ngọn lửa mãnh liệt. Còn người nữ với mái tóc trắng, trên người khoác một lớp băng giáp, tay phải của bà ta đeo một vòng kính băng, đôi mắt không có chút tình cảm, lạnh lẽo tới mức khiến con người ta nhìn mà run sợ. Viêm chủ, băng chủ. Nhìn thấy hai người này, sắc mặt của Ám U xuất hiện vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Ở chân thế giới, những ai được gọi là chủ đều là bá chủ siêu cấp một phương, tự mình lãnh đạo một khu vực, chỉ nghe theo mệnh lệnh của chân thần, giống như phiên vương trong đế quốc thế tục. Nhân vật được phong làm chủ ở chân thế giới đương nhiên rất khủng bố, hàng chục nghìn năm trở lại đây, tính tới thời điểm hiện giờ, chân thế giới chỉ có 12 vị, đều là bá chủ siêu cấp có thể lãnh đạo một khu vực. Mà bây giờ hai người trong số họ lại tới đây. Biểu cảm của Ám U trở nên nghiêm túc, khoảnh khắc này, ông ta đã cảm nhận được nỗi sợ hãi. Đây rõ ràng là đang muốn giết Diệp Quân tới cùng. Bên cạnh Ám U, Lý Bán Chi trầm mặc không nói gì. Bà ấy đã đánh giá thấp quyết tâm của chân thế giới. Lúc biết được thân phận thật sự của Diệp Quân, chân thế giới đã cử tới những kẻ tàn độc nhất, thật sự không muốn cho Diệp Quân chút thời gian trưởng thành nào. Đúng lúc này, trong đại đạo thời không phía sau lưng Viêm Chủ và Băng Chủ, những tiếng bước chân vang lên dồn dập, ngay sau đó, một giám cường giả mặc hỏa giáp và băng giáp đồng loạt bước ra. Lên tới hơn 3.000 người. Mỗi một người đều ở cấp thần tướng. Rõ ràng, Viêm Chủ và Băng Chủ đều dẫn theo đội ngũ tinh nhuệ nhất của mình. Hành động quyết liệt. Sau khi Băng Chủ và Viêm Chủ xuất hiện, hai người nhìn về phía Lục Thiên, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Lý Bán Chi lại trầm xuống. Thân phận thật sự của Lục Thiên này e rằng còn cao hơn cả Viêm Chủ và Băng Chủ. Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Bán Chi đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng, bà ấy ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm trên tinh không. Nếu như cường giả ở chân thế giới không trở về thì vũ trụ quan huyên thật sự khó mà chống đỡ nổi. Lúc này, Lục Thiên, đó đột nhiên cười nói, Lý Viện Phó, nếu người của bà không tới thì e là phải kết thúc rồi. Nói xong, Lục Thiên, nhìn thẳng về phía Diệp Quân, hai người đi giết tên này, ta sẽ để ý người trong bóng tối. Viêm Chủ đột nhiên biến mất khỏi vị trí, một ngọn lửa lóe qua giữa không gian, sức mạnh ngọn lửa rất lớn lao thẳng về phía Diệp Quân. Không có bất cứ lời nói thừa thãi nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân trầm mặc, đám thần linh của chân thế giới này thật sự chẳng có tí võ đức nào. Thật quá đáng. Khoảnh khắc này, hắn thật sự rất bất lực. Đối diện với những cường giả đỉnh cao này, hắn lại chẳng thể làm được gì, không thể không nói, hắn rất ghét cảm giác này. Lúc này, giọng nói bí ẩn bên trong tiểu tháp đột nhiên vang lên, đừng nghĩ nhiều, đây là trận chiến giữa thế hệ lão làng, bây giờ ngươi không thể nhúng tay vào, giữ vững tâm thái. Đứng quan sát là được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Diệp Quân vội vàng nói, được rồi, ta không nghĩ nhiều, các người đánh đi. Giọng nói bí ẩn. Bên trong tiểu tháp nói, ngươi lo lắng cái gì, tên khốn này thông minh lắm, không có chuyện nghĩ không thông đâu. Giọng nói bí ẩn trầm giọng nói, là do ta không cẩn thận rồi. Lúc Viêm Chủ kia lao tới trước mặt Diệp Quân, thời không trước mặt Diệp Quân đột nhiên nứt lìa, một giây sau, một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu trắng rất đơn giản thuần khiết, bà ấy đứng quay lưng lại với Diệp Quân, dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Quân, bà ấy đột nhiên giơ ra một ngón tay chỉ về phía trước. Một thanh giáo dài phát ra ngọn lửa mạnh mẽ dừng lại trước mặt người phụ nữ, mà thứ khiến cho nó dừng lại chính là ngón tay đó. Một ngón tay hạ xuống. Thanh giáo dài chẳng thể tiến thêm dù chỉ là nửa tấc. Trước mặt người phụ nữ váy trắng, trong mắt Viêm Chủ lóe lên vẻ tàn độc, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, tay phải xoay mạnh, một sức mạnh rất lớn bộc phát ra từ bên trong thanh giáo dài đó. Lúc này, người phụ nữ váy trắng lại đột nhiên chỉ điểm. Ầm ầm, màn hỏa quang trở nên vụn vỡ, một làn sóng lửa xung kích khủng bố cứ thế bộc phát ra, Viêm Chủ cứ thế lùi ra sau gần nghìn trượng. Lúc này, người phụ nữ váy trắng đột nhiên khua tay, trong nháy mắt,
làn sóng lửa xung kích vừa mới bộc phát ra bị loại trừ, giống như chưa từng xuất hiện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Diệp Quân run lên, người phụ nữ váy trắng này mạnh thật đấy. Sau khi người phụ nữ váy trắng tung đòn đẩy lui Viêm Chủ thì đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, biết ta là ai không? Diệp Quân vội vàng hỏi, tiền bối là? Khóe miệng của người phụ nữ váy trắng khẽ nhếch lên, ta tên là Kỳ Tỷ Thiên, cao hơn trời một chút. Kỳ Tỷ Thiên? Diệp Quân vội vàng thầm hỏi trong lòng, tháp gia, người có quen không? Tiểu tháp nói, quen. Diệp Quân trầm giọng nói, tháp gia, có phải ngươi đã đi theo tổ tông ba đời nhà ta không? Tiểu tháp, Lý Bán Chi cũng thầm thở phào một hơi. Thật ra bà ấy cũng không biết Kỳ Tỷ Thiên này, bởi vì đây không phải là nhân vật ở cùng thời đại với bà ấy. Kỳ Tỷ Thiên là do U Minh Điện gọi tới. Bà ấy không ngờ nhóm người này lại giỏi đánh đấm tới vậy. Chỉ có một điều khiến cho bà ấy hoài nghi là lúc đại chiến hư chân năm đó, nhóm người này gần như không hề xuất hiện. Mà bây giờ, vừa nghe nói Diệp Quân gặp nạn thì chẳng có ai từ chối, tất cả đều đến giúp đỡ. Ông nội thì thân với cháu trai hơn một chút sao? Kỳ Tỷ Thiên quan sát Diệp Quân một lượt, cười nói, ngươi rất giỏi, ngươi không phải sợ, bọn ta sẽ không để cho người khác cậy lớn ức hiếp ngươi. Nói xong, bà ấy quay người nhìn Viêm Chủ phía xa, khẽ cười, chỉ vậy thôi sao? Viêm Chủ nhìn Kỳ Tỷ Thiên, cũng không hề tức giận, ông ta bắt đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, rồi đột nhiên lao lên trước một bước, trong nháy mắt, cả thư viện Quan Huyên đều bị sức mạnh khủng bố bao trùm. Hỏa vực. Đúng vào lúc này, trong mắt Kỳ Tỷ Thiên lóe lên vẻ hiểm độc, giơ tay tung ra một cú đấm. Ầm ầm. Cú đấm này vừa được tung ra, cả hỏa vực lập tức vỡ vụn. Kỳ Tỷ Thiên tiến lên trước một bước, một cú đấm khủng bố nháy mắt đã lao tới ngay trước mặt Viêm Chủ. Ông ta gầm lên phẫn nộ, đâm thanh giáo dài trong tay ra, trong thanh giáo dài, những ngọn lửa bừng lên giống như nước thủy triều. Ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một ngọn lửa đột nhiên vỡ vụn, Viêm Chủ cũng chấn động tới mức bay ngược ra xa, nhưng lúc này, một tia băng quang lại bộc phát ngay bên cạnh Kỳ Tỷ Thiên. Băng chủ ra tay. Trên mặt Kỳ Tỷ Thiên đầy vẻ hiểm ác, quay người tung ra một cú đấm. Ầm. Tia băng quang đó lập tức nát vụn. Bấy giờ, băng chủ đột nhiên xuất hiện ở nơi chân trời, tay bà ta cầm kính băng chiếu về phía Kỳ Tỷ Thiên, trong phút chốc, những thanh kiếm băng lao ra từ bên trong kính băng giống như màn mưa. Vút. Trong nháy mắt, cả đất trời bị vô số thanh kiếm chém nứt, trông vô cùng kinh người. Chân phải của Kỳ Tỷ Thiên đột nhiên dẫm mạnh, cả người lao thẳng lên trời. Ầm ầm. Vô số kiếm băng lập tức vỡ vụn, nhưng đúng vào lúc này, một thanh giáo dài đột nhiên lao tới từ phía bên cạnh bà ấy, còn băng chủ cũng đột nhiên hóa thành một tia băng quang lao thẳng về phía Kỳ Tỷ Thiên. Khóe miệng Kỳ Tỷ Thiên nở một nụ cười hiểm ác, hai tay bà ấy áp mạnh về phía hai bên trái phải. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một sức mạnh khủng bố bộc phát ra từ bên trong cơ thể Kỳ Tỷ Thiên, trong nháy mắt, băng chủ và Viêm Chủ đều bị chấn động văng ra xa. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, một tia tàn ảnh đột nhiên lóe qua giữa không gian. Mục tiêu của tàn ảnh không phải Kỳ Tỷ Thiên mà là Diệp Quân phía xa. Cùng lúc này, băng chủ và Viêm Chủ lại lao về phía Kỳ Tỷ Thiên, rõ ràng bọn chúng đang muốn giữ chân Kỳ Tỷ Thiên. Nhìn thấy tia tàn ảnh đó lao về phía Diệp Quân, sắc mặt ám u đột nhiên biến đổi mạnh mẽ, là thần đế. Là thần đế. Nói xong, ông ta đứng chắn trước mặt Diệp Quân, gầm lên, thiếu chủ, mau chạy. Thần đế xuất hiện. Ông lớn siêu cấp thật sự xuất hiện. Ai dám động vào người của nhà họ Dương? Vào thời khắc nguy hiểm này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên giữa đất trời. Ngay sau đó, một người phụ nữ váy trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân. Tay phải bà ấy đột nhiên giơ lên trời, hô lên đầy phẫn nộ, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Vút. Nơi chân trời, thời không đột nhiên nứt ra, một tia u quang cứ thế bộc phát. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Tia u quang chiếu đến, không gian vụn vỡ từng chút, sau đó bị phá hủy. Tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã rơi vào trong tay người phụ nữ váy trắng, ngay sau đó tay bà ấy nắm lấy tia u quang đâm về phía trước. Ầm. Trời đất nổ tung. Trước mặt người phụ nữ váy trắng, người đàn ông trung niên cầm một thanh đao lớn,
thanh lớn của ông ta bị Hoàng Tuyển Thiên Minh đó chặn lại. Ánh mắt người phụ nữ váy trắng lóe lên vẻ tàn ác, rồi bỗng biến thành tia u quang lao đi. Rầm, người đàn ông trung niên văng ra xa. Nhưng ngay sau đó ông ta lại biến mất khỏi chỗ đó, một tia sáng màu đen lao đến trước mặt người phụ nữ váy trắng. Trời đất như bị phá hủy, người phụ nữ váy trắng liên tục lùi về sau cả vạn trượng, nhưng ngay sau đó tia u quang bỗng xé toạc trời đất chém về phía người đàn ông trung niên, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ thoáng chốc đã đến. Rầm, người đàn ông trung niên lại lùi về sau lần nữa. Người phụ nữ váy trắng và người đàn ông trung niên điên cuồng giao đấu, lúc này cả vũ trụ quan huyên bắt đầu vụn nát. Cả đất trời hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh đáng sợ của hai người. Lúc này thiên đạo đã không còn hoạt động nữa. Cường giả càng lúc càng nhiều, nó đã không còn sức phục hồi nên dứt khoát đình công, bỏ chạy. Nó cũng chỉ là một người làm công, tranh đấu ở đây đã vượt xa phạm vi khả năng của nó nên nó cứ chạy trốn trước. Lúc này cường giả của Thư viện Quan Huyên và các thần tướng cũng di rời chiến trường đến cách đó mấy mươi vạn dặm. Không còn cách nào khác, khu vực ở Diệp Quân đang đứng quá khủng khiếp. Mỗi khi có một cường giả tuyệt thế xuất hiện, uy lực được sản sinh ra còn sót lại đều có thể chấn áp họ nên họ chỉ đành cách xa khu vực trung tâm đó. Diệp Quân nhìn về phía khu vực thời không ở đằng xa, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, người phụ nữ vừa xuất hiện lúc nãy chắc cũng là người ở thời đại ông nội mình, phải thừa nhận rằng các cường giả ở thời kỳ ông nội mình đều rất mạnh. Thực lực của người phụ nữ váy trắng và người đàn ông trung niên thật sự rất đáng sợ. Mỗi lần hai người ra tay đều có thể hủy diệt cả thế giới, cũng may hai người đã đi vào trong một thời không đặc biệt, nếu không cả vũ trụ quan huyên cũng không thể chịu nổi sự dày vò của họ. Cách Diệp Quân không xa, Lục Thiên, lại nhíu mày, vì sau khi thần đế xuất hiện, Lục Thiên, nhận ra người đang ngăn cản thần đế không phải là người bí ẩn vẫn luôn theo dõi mình. Người phụ nữ váy trắng tay cầm Hoàng Tuyền Thiên Mệnh rất mạnh, vô cùng mạnh, thế mà lại có thể áp đảo được một thần đế. Phải nói là cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc người ra tay trong âm thầm là ai? Lục Thiên, nhíu chặt mày, lúc này cũng trở nên đề phòng hơn, rốt cuộc những cường giả tuyệt thế lần lượt xuất hiện này là thần thánh phương nào? Phải biết rằng chân thế giới đã đánh với vũ trụ quan huyên trong nhiều năm, họ đều biết các cường giả hàng đầu trong vũ trụ quan huyên có những ai. Nhưng, Lục Thiên, lại chưa từng gặp những cường giả hàng đầu xuất hiện ở đây. Nói cách khác năm đó những cường giả này đều chưa từng tham gia trận chiến đó. Quan trọng nhất là không chỉ nhiều mà còn người này mạnh hơn người kia. Những người này là người ở thời đại nào? Ánh mắt, Lục Thiên, tràn ngập vẻ khó hiểu và ngờ vực. Lý Bán Chi ở cách đó không xa nhìn người phụ nữ tay cầm Hoàng Tuyền Thiên Mệnh trên bầu trời, khẽ nói Thiên Tú cô nương. Thiên Tú? Bà ấy không thân quen với Thiên Tú. Chỉ biết đây là người ở thời đại của kiếm chủ Thanh Sam. Bà ấy cũng không ngờ thời đại của kiếm chủ Thanh Sam lại có nhiều cường giả đến thế. Hơn nữa thực lực đều vô cùng mạnh. Nhất là Thiên Tú cô nương này, thế mà lại có thể áp đảo được một vị thần đế. Thần đế, dù là ở vũ trụ hư chân thì đó cũng là cường giả đỉnh cấp nhất. Mà lúc này lại bị đánh áp đảo, gần như không còn sức đánh trả. Lý Bán Chi như nghĩ đến điều gì đó, bỗng quay đầu lại hỏi Ám U thế nào. Ám U trầm giọng nói, đã liên hệ với võ các của Tiên Bảo Các ở trụ giới, họ đã cử tất cả cường giả của võ các đến thư viện, chậm nhất là nửa canh giờ sẽ đến. Nửa canh giờ sau, Lý Bán Chi nhíu mày, chậm quá đấy. Ám U nói, thế này đã là nhanh lắm rồi, trụ giới ở quá xa chỗ chúng ta. Lý Bán Chi lại hỏi, có liên hệ được với chân thế giới không? Ám U lắc đầu, tất cả các con đường thời không dẫn đến chân thế giới đều đã bị cường giả chân thế giới canh giữ, con người và truyền âm đều không thể truyền đạt được đến bên đó. Ngoài ra, còn có cường giả thần linh đang chạy đến đây. Lý Bán Chi bỗng nói, một canh giờ, chúng ta phải kiên trì hơn một canh giờ. Ám U nhìn Lý Bán Chi khẽ nói, nếu ta đoán không lầm thì mấy người Thái Sơ Tịnh ở chân thế giới đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Một khi họ cảm thấy có gì đó không ổn chắc chắn sẽ dẫn người đến thư viện bằng mọi giá. Dường như lại nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt bà ấy thay đổi, mà trước đó kẻ phản bội của chân thế giới chắc chắn sẽ đến trước để đánh lén chúng ta. Ám U trầm giọng nói, làm sao để biết ai là tên phản bội?
Lý Bán Chi ngẩng đầu lên nhìn tinh không, khẽ nói, thế lực đầu tiên quay về hộ tống từ chân thế giới. Ám U Lặng Thinh không đáp. Rốt cuộc là ai muốn làm phản? Mặc dù bên thư viện Quan Huyên có mấy người thiên tú giúp đỡ nhưng dần dần bên thư viện Quan Huyên đã bị áp chế. Các thần tướng và thần quân đó thực sự quá mạnh, bên thư viện Quan Huyên chỉ có duy nhất Kiếm Tông và Quan Huyên vệ thượng cổ có thể miễn cưỡng đấu với chúng, những người còn lại dù là lấy nhiều đánh ít cũng khó có thể đánh lại mấy thần tướng này. Nhất là không thể giết được các thần tướng, mỗi khi có một thần linh bị giết, chúng đều có thể khôi phục rất nhanh, mặc dù sẽ trở nên suy yếu nhưng thư viện Quan Huyên vẫn nằm ở thế yếu. Tình thế càng bất lợi với thư viện Quan Huyên. Lý Bán Chi cũng nhận ra được điều này. Bà ấy càng nhíu chặt mày, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Muốn giết chết thần linh hoàn toàn chỉ có một cách, đó là nhờ sự trợ giúp của Tháp Thông Thiên trong chiến trường hư chân, mà lúc này ở đây lại không có Tháp Thông Thiên. Chỉ có thể câu giờ, không thể lùi lại. Lục Thiên, ở đằng xa cũng nhíu chặt mày nhìn Diệp Quân ở phía đằng xa. Lục Thiên, biết nếu hôm nay không giết được Diệp Quân thì rất khó để sau này có hành động chém đầu thế này nữa. Có thể nói đây là cơ hội đáng giá ngàn năm có một. Hơn nữa Diệp Quân quả thật quá mức yêu nghiệt. Nếu để mặc Diệp Quân tiếp tục trưởng thành như thế thì sau này hắn chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của chân thế giới. Hôm nay phải tiêu diệt được người này, dù có phải trả cái giá đắt đến cỡ nào. Nghĩ đến đây, Lục Thiên bỗng xòe bàn tay ra, một con dấu màu đen chậm rãi bay lên trong lòng bàn tay. Ngay sau đó con dấu bỗng biến thành một luồng ánh sáng màu đen vạn trượng xuất hiện trên bầu trời. Ánh sáng màu đen đó bỗng biến thành một vòng xoáy. Trận pháp dịch chuyển. Nhìn thấy cảnh tượng này, con người Lý Bán Chi co rụt lại, lập tức nổi giận quát, mở trận. Dầm. Ở sâu trong lòng đất của thư viện Quan Huyên, từng phù văn bị chôn vùi sâu trong lòng đất bỗng phát ra những tia sáng bay vút lên bầu trời. Thoáng chốc gần 100.000 luồng sáng lao ra từ sâu trong lòng đất của thư viện Quan Huyên lao về phía vòng xoáy màu đen, cả trời đất đều bị xé toạc. Nhưng đúng lúc này, một con yêu thú cực lớn bỗng lao ra từ trong vòng xoáy màu đen. Con yêu thú này cao cả ngàn trượng, trên đầu có hai chân, giống một con bò, cả người được bao phủ bởi một lớp vảy đen rất dày, đằng sau nó có một chiếc đuôi khổng lồ dày như một cây cột. Ngay khi yêu thú này xuất hiện, nó gầm gừ một tiếng. Sau đó tay phải đập mạnh xuống. Rất nhiều ánh sáng đại đạo bị phá vỡ nhưng sức mạnh trận pháp cũng khiến nó liên tục lùi về sau, trời đất đều sẽ rung chuyển theo từng bước lùi của nó, vô cùng đáng sợ. Dầm. Ngay lúc này, sâu dưới lòng đất, một cột sáng màu vàng lao lên đánh thẳng về phía con yêu thú đó. Thấy cột sáng màu vàng lao đến, ánh mắt con yêu thú lập tức lóe lên tia tàn ác, hai tay nó siết chặt thành nắm đấm. Sau đó đập mạnh xuống bên dưới. Song quyền đánh xuống, trời đất như nứt ra, cột sáng màu vàng cũng vỡ tan trong tích tắc biến thành mảnh vỡ bay đầy trời bắn ra xung quanh, không gian xung quanh đó bị xé toạc thành mảnh nhỏ. Con yêu thú đó cũng lại lùi mạnh về phía sau, ngay sau đó nó bỗng ngẩng đầu trời gầm gừ, vô số lớp vảy trên người nó bỗng chốc phát ra ánh sáng màu đen chói lóa. Lúc này vảy trên cả người nó như vật sống, bắt đầu nhúc nhích. Vô cùng đáng sợ. Sâu dưới lòng đất lại có thêm một tia sáng màu vàng lao lên. Lúc này con yêu thú bỗng nhảy lên, sau đó đập mạnh một quyền xuống bên dưới. Tia sáng màu vàng nổ tung, yêu thú đánh một cú từ không trung đến trên mặt đất. Cả trời đất bị y xé toạc ra, một khe rãnh vạn trượng xuất hiện. Ngay khi yêu thú rơi xuống đất, dầm, mặt đất lập tức sụp đổ. Một vực sâu rộng cả ngàn trượng xuất hiện, yêu thú đó bay thẳng vào trong vực sâu đó. Không lâu sau toàn bộ nền đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng tiếng nổ liên tục vang lên từ sâu trong lòng đất. Thấy thế Lý Bán Chi sa sầm mặt mày. Dường như cảm nhận được gì đó, bà ấy bỗng ngẩng đầu lên nhìn vòng xoáy màu đen, sâu trong vòng xoáy màu đen lại có một luồng khí tức cực mạnh cuồn cuộn lao đến. Vẫn còn cường giả đang đến đây. Có lẽ chân thế giới cũng không ngờ hậu duệ của kiếm chủ nhân gian này lại xuất hiện, vì vậy ban đầu họ không điều động nhiều cường giả như vậy. Nhưng lúc này sau khi nhận được tin tức, cường giả ở chân thế giới bắt đầu điên cuồng di chuyển đến đây. Lý Bán Chi nhìn vòng xoáy màu đen đó, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đúng lúc này Diệp Quân bỗng nói, "Dì Chi, để ta." Lý Bán Chi nhìn Diệp Quân,
Diệp Quân không nhiều lời, hắn đã ra tay, lúc này một người phụ nữ bỗng xuất hiện trước mặt hắn, chính là Ngao Thiên Thiên. Lúc này sắc mặt Ngao Thiên Thiên hơi tái, nhưng vết thương đã đỡ hơn nhiều. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, ta đi với công tử. Diệp Quân đang định từ chối, Ngao Thiên Thiên lại đến gần hắn, sau đó để trán chạm vào trán hắn. Dầm! Ngao Thiên Thiên lập tức biến thành một luồng sáng đi vào giữa trán Diệp Quân. Vèo! Khí tức của Diệp Quân lập tức tăng lên. Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn không nhiều lời, chân phải dẫm mạnh xuống đất, cả người biến thành kiếm quang lao lên trời. Vút! Kiếm quang xé tan mọi thứ. Thoáng chốc Diệp Quân đã đến phía trước vòng xoáy, lúc này một thần quân bỗng xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt Diệp Quân lóe lên tia hung tàn, chém mạnh một nhát kiếm xuống. Nhát kiếm này sử dụng kiếm hành đạo. Thần quân đó không lùi về sau mà tấn công ngược lại, bước đến trước đâm một cây thương đến. Xoẹt! Ngay khi kiếm của Diệp Quân chém xuống, cây thương đó bỗng bị vỡ nát, đồng tử thần quân co rụt lại. Định lùi về sau nhưng đúng lúc này một lôi quang bỗng xuất hiện dưới chân Diệp Quân. Kinh lôi! Lúc này Diệp Quân đã không còn như trước nữa, sau khi có cảnh giới của Ngao Thiên Thiên hỗ trợ, tốc độ của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Xoẹt! Thần quân không lập tức lùi về sau đó đã bị luồng kiếm quang xé nát từ giữa trán. Thần quân cứng đờ đứng tại đó, không lâu sau ông ta trở nên hoảng loạn. Vì ông ta phát hiện bản thể của mình đang sụp đổ. Sao lại có thể như thế? Thần quân lộ ra vẻ khó tin, kiếm này lại có thể giết được bản thể của ông ta sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Thần quân điên cuồng gào lên. Diệp Quân đã lao tới trước mặt vòng xoáy màu đen, hắn đang định vung kiếm chém xuống thì lúc này Lý Bán Chi bên dưới bỗng hét lên một tiếng, cẩn thận. Diệp Quân quay phát đầu lại, lúc này, Lục Thiên, đã ra tay. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi. Diệp Quân kinh hãi nhưng không lùi lại, vì hắn biết hắn không thể lùi nữa. Ngay khi Diệp Quân đang muốn liều mạng, bỗng có một bàn tay đặt ở hắn trên vai, yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi bị ỷ lớn ăn hiếp nhỏ đâu, ngươi đứng đấy nhìn bọn ta thể hiện nhé. Diệp Quân quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ đang đi tới. Bà ấy mặc váy dài màu tím nhạt, thắt lưng đỏ chót quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều. Tóc đen như mực tựa thác đổ xuống từ mây cao xõa đến ngang lưng, xinh đẹp vô ngần. Trong tay bà ấy là một thanh kiếm. Kiếm tu ư. Diệp Quân sửng sốt. Bất thình lình, người phụ nữ vung kiếm. Một nhát chém cực kỳ bình lặng, không hề mang theo kiếm ý hay kiếm thế, nhưng... Quỳnh! Lục Thiên kia vừa vọt đến trước mặt bà ấy đã bị đánh bay đi nghìn trượng. Khi dừng lại, lòng bàn tay phải của gã đã xuất hiện một vết chém sâu hóm. Lục Thiên nheo mắt nhìn người phụ nữ, khẽ cười, ra là thanh kiếm thứ tư của nhân gian, Mộ Thiên Đạo. Mộ Thiên Đạo, thanh kiếm thứ tư của nhân gian, à, bây giờ hẳn phải là thanh kiếm thứ năm mới đúng. Nhưng không quan trọng, mấu chốt ở chỗ thành tựu kiếm đạo của bà ấy, dưới tứ kiếm chính là vô địch. Lý Bán Chi thấy Mộ Niệm Niệm xuất hiện thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may ngày hôm đó bà ấy đã thông báo và mời Mộ Niệm Niệm trở về tọa trấn, bằng không thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Số cường giả đến từ chân thế giới hôm nay quá nhiều. Thấy Mộ Niệm Niệm nhìn mình, Lục Thiên vừa định mở miệng thì thấy bà ấy lại vung kiếm lên. Quỳnh! Những người khác còn chưa kịp phản ứng, đã lại thấy gã lùi lại hơn nghìn trượng. Khi dừng lại, toàn bộ cánh tay phải của gã bị chém lìa ở bả vai, máu phun như suối. Lục Thiên nheo mắt, vừa định mở miệng thì Mộ Niệm Niệm lại vung kiếm lên. Quỳnh! Lục Thiên lại lui thêm nghìn trượng. Khi dừng lại, đến cánh tay trái của gã cũng rơi xuống, máu phun đến là kinh dị. Hai nhát kiếm, chém bay hai cánh tay. Lục Thiên lại bật cười, không hổ là người năm ấy theo kiếm chủ nhân gian tiến vào chân thế giới chúng ta. Lợi hại, đúng là lợi hại, Quỳnh! Lời vừa dứt. Thân hình gã run rẩy kịch liệt trước khi có một người đàn ông trung niên chậm rãi bay ra. Ông ta mặc áo bào sa hoa, mái đầu bạc trắng không buộc không cài, chỉ theo gió bay phất phờ, gương mặt mang vẻ không giận tự uy. Và đôi tay vẫn còn lành lặn. Nhưng thân thể Lục Thiên đã không còn tay. Sắc mặt gã khó coi vô cùng, vì sao chỉ có gã bị thương? Mộ Niệm Niệm nhìn người đàn ông trung niên,
Trấn Thiên Môn của chân thế giới có 9 đại thần đế, 8 đã bị ta đánh, ngươi hẳn không phải là tên cuối cùng. Ông ta cười đáp, ta là người thứ 10 vừa được thăng chức, Thái Hòa thần đế. Rồi cong môi nói, không ngờ Mộ Thiên Đạo lại xuất hiện hôm nay. Cũng tốt thôi, ta đã muốn giao thủ với ngươi từ lâu, xin được chỉ giáo. Nói xong, ông ta bước tới trước, chỉ trong phút chốc, đất trời nhòe đi rồi biến mất từng chút một. Những cường giả đại chiến thấy vậy thì biến sắc, đồng loạt ngừng tay rồi thối lui về sau. Ảnh nữ đứng cạnh Diệp Quân ấn tay xuống, vùng thời không quanh cả hai lập tức bị một thứ sức mạnh bí ẩn bao trùm. Chỉ thấy Thái Hòa thần đế cũng siết tay lại, vô số đại đạo bí ẩn từ bốn phía trong thiên địa ùa tới trong tay ông ta. Ông ta khống chế được đại đạo chư thiên. Khắp đại lục tiểu quan bất ngờ chấn động dữ dội, phạm vi triệu dặm quanh thư viện Quan Huyên thì sụp đổ từng chút một. Ai nấy đều hốt hoảng. Diệp Quân thấy vậy thì toàn thân sôi trào. Cường giả. Đây mới đúng là cường giả đứng đầu trong thiên địa. Phải công nhận mắt nhìn của mình trước kia còn quá nhỏ. Phá núi đã là gì? Ông đây muốn phá cả trời. Ông trời. Đúng lúc này, Thái Hòa thần đế dương mắt nhìn Mộ Niệm Niệm, nhăn nhở tuét miệng cười rồi tung ra cú đấm. Ầm. Một quyền ấn bao hàm vô số đại đạo quét ngang bốn phía, nhắm thẳng Mộ Niệm Niệm. Bà ấy chỉ bình thản bước tới, vung kiếm ra. Vẫn bình lặng như trước. Quỳnh. Quyền ấn bị nhát kiếm chặn đứng tại chỗ. Đất trời bốn phía bắt đầu bốc cháy thành tro. Mộ Niệm Niệm nheo mắt, lại chém ra nhát thứ hai. Ầm. Quyền ấn ầm ầm vỡ tan. Bỗng có một luồng sức mạnh khổng lồ quét tới. Mộ Niệm Niệm vung kiếm. Nhát kiếm chém vào quyền mang. Duỳnh. Đất trời sụp đổ, bốn bề đen nhánh trong phút chốc. Thái Hòa thần đế cấp tốc lùi lại hơn mấy nghìn trượng, nhưng Mộ Niệm Niệm cũng không thừa thắng xông lên. Dù bà ấy đã chiến thắng qua mấy đợt giao thủ. Diệp Quân thấy thế thì xa sầm mặt, nhìn khắp nơi một lượt rồi nói với ảnh nữ, tỷ tỷ này, quanh chúng ta còn có rất nhiều cường giả thần linh còn mạnh hơn Thái Hòa thần đế này. Ảnh nữ, thế thì sao? Diệp Quân nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, vị Mộ Thiên Đạo này rõ ràng có cơ hội thừa thắng truy kích nhưng lại không làm. Từ đầu đến cuối đều ở gần ta, cho thấy bà ấy đang đề phòng những tên thần linh ẩn nấp. Hắn thoáng dừng lại, nếu ta không đoán sai thì sắp có cường giả thần linh đến, nên Thái Hòa thần đế mới ra tay để khích Mộ Thiên Đạo chủ động tấn công, khi ấy những tên thần linh ẩn nấp kia sẽ lập tức tấn công ta. Nhưng ông ta không ngờ rằng Mộ Thiên Đạo không dính bẫy. Xung quanh có thần linh ẩn nấp. Ẩn nữ nhíu mày, chậm rãi nhắm mắt để cảm nhận bốn phía. Sau đó lắc đầu, ta không cảm nhận được gì cả. Diệp Quân xa sầm mặt. Ảnh nữ tỷ tỷ đã không cảm nhận được, vậy thì chỉ có thể là tên thần linh ấy rất mạnh. Hắn thầm hỏi, tháp gia, tên thần linh kia có mạnh không? Tiểu tháp, mạnh. Có thật kìa. Diệp Quân chần chừ, đã có thần linh ẩn nấp, sao ngươi không nhắc ta? Tiểu tháp, ngươi thông minh mà, không cần ta nhắc cũng đoán ra được. Diệp Quân đen mặt, lỡ ta đoán không ra thì sao? Tiểu tháp, thì liên quan gì ta? Ta chỉ là cái tháp, người có bị đánh chết thì ta cũng đâu làm được gì. Diệp Quân im luôn. Thôi xong. Tháp gia bắt đầu dở trứng rồi. Bên kia, Thái Hòa thần đế im lặng nhìn Mộ Niệm Niệm, không nói một lời. Người phụ nữ này đã nhìn thấu ý đồ của ông ta. Chợt nghe Mộ Niệm Niệm nói, tất cả cường giả thư viện Quan Huyên. Lập tức lùi về sau thiếu chủ. Những người được điểm danh nghe vậy thì làm theo không chút chần chừ. Sau đó Mộ Niệm Niệm xoay người vung kiếm. Xoẹt. Đất trời bị xé rách, một đường hầm thời không rộng đến nghìn trượng xuất hiện trước mặt họ. Mộ Niệm Niệm nói với Diệp Quân, đưa họ đến trụ giới, bảo vệ cho tốt. Họ vốn không nên tham dự trận chiến này. Chỉ những ai chưa đạt được đến ngưỡng sức mạnh nhất định. Tạm thời không có tư cách đến chiến trường hư chân mới phải ở lại trông coi thư viện, vậy mà bây giờ lại bắt họ phải đối mặt với những cường giả tinh nhuệ nhất đến từ thế giới thần linh. Chắc chắn không được. Hơn nữa bọn họ còn là tương lai của thư viện, nếu bỏ mạng tại đây thì thư viện về sau sẽ phát sinh hiện tượng đứt gãy nghiêm trọng. Diệp Quân không chút do dự, ra lệnh đi. Rồi vọt vào đường hầm. Những người khác nhanh chóng nối gót. Bỗng nghe một thần quân ở xa lên tiếng, muốn đi à?
y vừa định ra tay thì bỗng bị một thấy một tia kiếm quang lóe lên. Phập, tên thần quân chưa kịp phản ứng lại đã bị đâm xuyên qua trán. Mộ Niệm Niệm lạnh lùng liếc sang đám thần linh, nhúc nhích thử xem. Bọn chúng nhìn lại với vẻ mặt nghiêm trọng. Tính ra thì bọn chúng không hề xa lạ gì với vị Mộ Thiên Đạo này. Bà ấy năm xưa từng theo kiếm chủ nhân gian đi vào chân thế giới. Kiếm chủ nhân gian nhất chiến thành danh, Mộ Thiên Đạo cũng từ đó nổi tiếng. Đó cũng là trận chiến khiến chân thế giới phải mở to mắt nhìn vũ trụ quan huyên. Đây là lần đầu tiên có người tiến vào thế giới của chúng, mà kiếm chủ nhân gian cũng đã giết hơn 1 triệu thần linh, lấy mạng mấy nghìn thần đế. Cũng là lần duy nhất. Từ sau đó, vũ trụ quan huyên không còn ai có thể bước vào chân thế giới thêm một lần nào nữa. Mộ Thiên Đạo bỗng nhìn người sắp đi vào đường hầm thời không, gọi Trần Quan Tử của Kiếm Tông. Y ngoái đầu nhìn lại, nghe bà ấy căn dặn, nếu có cường giả trên thần đế xuất hiện thì gọi tổ tiên. Gọi tổ tiên, đây là con bài tẩy cuối cùng của Kiếm Tông. Nhưng vì năm xưa Diệp Huyên và thế giới hư chân từng giao hẹn không cho cường giả phá thần cảnh ra tay nên chiêu này cũng bị hạn chế. Trận chiến năm ấy, kiếm chủ áo xanh, thiên mệnh và kiếm tu Tiêu Dao vì để Diệp Huyên phá thần mà đều lựa chọn không ra tay. 30 triệu năm đã trôi qua, không ai dám chắc kiếm chủ áo xanh liệu có ra tay hay không. Nhưng Mộ Niệm Niệm lại cho rằng con đã không giúp, nay đến cháu cũng không giúp thì thôi đừng đổi họ lại làm gì. Cứ mang họ Diệp suốt đời đi. Trần Quan Tử nghe vậy thì gật đầu rồi dẫn nhóm kiếm tu theo sau biến mất ở phương xa. Mộ Niệm Niệm nhìn Thiên Tú và Kỳ Tỷ Thiên ở chân trời, làm phiền hai vị ở lại cùng ta đoạn hậu. Thiên Tú gật đầu, được. Thật ra thì đối thủ của họ cũng rất mạnh nên cũng không có cách rời đi. Hai bên đều đang giữ chân nhau, để xem viện quân bên nào đến trước. Thái Hòa Thần Đế ở bên kia, nhìn thấy ba người phụ nữ và những người khác đứng bảo vệ trước đường hầm thời không. Hai bên tiếp tục giằng co. Kỳ Tỷ Thiên hỏi, Niệm Niệm cô nương. Sao thế giới hư chân còn chưa đến chi viện? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không đến được. Kỳ Tỷ Thiên ngạc nhiên. Mộ Niệm Niệm thì thầm, khi biết thân phận thật của Diệp Quân, chân thế giới chắc chắn sẽ phát động tấn công, kiềm chế nhóm A-La của thế giới hư chân. Kỳ Tỷ Thiên nhíu mày, nếu thế giới hư chân không thể đến thì một khi viện quân của chân thế giới đến đây, tiểu tử kia. Mộ Niệm Niệm, vẫn còn viện quân. Kỳ Tỷ Thiên kinh ngạc, là ai? Mộ Niệm Niệm hạ giọng, đừng xem thường một người mẹ nào cả. Mẹ của hắn chắc chắn đã lường trước được cục diện hôm nay. Cứ chờ tiếp mà xem. Tần Quan, người này cũng từng đi vào chân thế giới ở trận chiến năm ấy. Hơn nữa còn giết nhiều thần linh hơn cả kiếm chủ nhân gian. Người khác là đi một bước, giết một người. Còn bà ấy là đi tới đâu, giết sạch tới đó. Trong đường hầm thời không. Nhóm cường giả thư viện quan huyên đi theo sau Diệp Quân, ai nấy đều mang vẻ mặt trầm trọng vô cùng. Thư viện đã phải chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến này. Số quan huyên vệ thượng cổ mà Lý Bán Chi phái tới giờ chỉ còn lại 5. Mấy trăm kiếm tu của kiếm tông, giờ chỉ ngót nghét 200. Hơn 100 kiếm tu của họ đã bỏ mạng. Số cường giả thư viện quan huyên chết đi lại càng không thể đếm được. Quá sức thảm thiết. Lần này thư viện bị đánh cho không kịp trở tay. Diệp Quân quan sát bọn họ trong im lặng. Tuy không quen biết nhau, nhưng ai nấy đều liều mạng bảo vệ hắn. Vì sao? Vì hắn là con của kiếm chủ nhân gian. Thân phận này không chỉ là vinh dự mà còn đi kèm với trách nhiệm. Bảo vệ toàn bộ vũ trụ quan huyên ư. Với người một ngày trước vẫn còn là kiếm tu bình thường như Diệp Quân mà nói, áp lực đúng là nặng như núi đổ. Hắn còn chưa kịp thích ứng với việc mình thoát cái trở thành con của kiếm chủ nhân gian, nên không thể nào diễn tả được cảm xúc khi nhìn thấy những người ở thư viện liều mạng bảo vệ mình. Lý Bán Chi đi đến cạnh hắn, nhỏ giọng nói, đừng nghĩ nhiều. Bà ấy không biết đánh nhau, có ở lại cũng không được gì, vì vậy cũng rút lui theo. Diệp Quân hít vào một hơi, nói, Di Chi, nếu con đoán không sai thì có lẽ chúng ta sẽ không đợi được viện binh đến. Một khi biết được thân phận của con, thần linh ở chân thế giới chắc chắn sẽ không từ mọi cách để giữ chân A-La Đại Kiếm Đế và những người khác. Lý Bán Chi không đáp. Bởi bà ấy cũng nghĩ đến điều này. Diệp Quân, mục tiêu trước mắt của chúng ta là trụ giới.
Con không giành nơi ấy nên muốn hỏi gì, chúng ta đến đó thật sự có thể chống lại bọn thần linh kia sao? Lý Bán Chi im lặng một hồi mới đáp, ta không dám xác định, nhưng trước mắt trụ giới là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Lựa chọn duy nhất? Diệp Quân hỏi, ban nãy con nghe gì nói võ thần vệ của trụ giới đang đến? Lý Bán Chi gật đầu, tối đa là một khắc nữa, họ sẽ có thể hội quân cùng chúng ta. Diệp Quân gật đầu rồi rơi vào trầm tư. Lý Bán Chi nhìn sang, con có suy nghĩ gì? Diệp Quân ngẫm nghĩ, bọn họ có thể xâm nhập vào thế giới hư chân, chẳng lẽ không thể làm vậy với Tiên Bảo Các? Đồng tử Lý Bán Chi co rụt lại. Diệp Quân tiếp tục, chúng ta có thể đến trụ giới, nhưng tốt nhất không nên hội quân với võ thần vệ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Thái Hòa Thần Đế và những kẻ khác không ngăn cản chúng ta đi vào đường hầm thời không đã là quá bất thường. Lý Bán Chi nói ngay, Ám U Viện Chủ, lập tức mở một đường hầm thời không mới. Ám U đáp, tuân lệnh. Rồi xoay người biến mất ở phía xa, không lâu sau đã cùng những người khác cưỡng chế mở ra một đường hầm mới, để cả đoàn thay đổi hướng đi. Lý Bán Chi nhìn Diệp Quân với ánh mắt tán thưởng. Thằng bé này suy nghĩ rất thấu đáo. Diệp Quân lại gọi, Ám U Viện Chủ. Ám U đáp, có thuộc hạ. Diệp Quân, trụ giới có người của ông ở đó không? Ông ta gật đầu, có. Diệp Quân, liên lạc được với bọn họ không? Ám U, được. Diệp Quân, ai là người đáng tin nhất ở đó? Ít nhất phải tin được 9 phần. Ám U, võ lão của võ các là người hay được tần các chủ cho đi theo, tuyệt đối không thể phản bội các chủ và thiếu chủ. Hiện ông ấy đang quản lý võ thần vệ. Diệp Quân suy nghĩ một hồi. Võ thần vệ sẽ nhanh chóng đến hội quân với chúng ta, ông mau cho người đi gặp, nếu không phải do võ lão dẫn đầu thì chúng ta không đến trụ giới nữa. Ám U ngạc nhiên. Sau đó sắc mặt trở nên khó xem. Trụ giới không bị chân thế giới phong tỏa, vì vậy võ lão chắc chắn biết rằng Diệp Quân là con của tần các chủ, nhất định sẽ muốn đích thân dẫn người đến chi viện. Nhưng nếu người dẫn đầu không phải ông ta, thì chỉ có thể là trụ giới đã gặp chuyện. Một khi đã vậy, bọn họ còn đi tới đó nữa thì chính là chui đầu vào giỏ. Ám U khom người hành lễ thật sâu rồi thối lui. Diệp Quân nhìn những người khác với ánh mắt phức tạp. Hắn không muốn đa nghi, nhưng với một số lượng người đi theo khổng lồ đến vậy, hắn không thể không đa nghi, không thể không thận trọng, bởi vì chỉ cần một cú sẩy chân là có thể kết liễu vô số mạng người. Mà bọn họ vốn không nên bị cuốn vào những trận chiến ở cấp bậc này. Diệp Quân bỗng hỏi Lý Bán Chi, gì chi, Tiên Bảo Các hiện do ai làm chủ? Lý Bán Chi, Ưng Thanh cô nương. Diệp Quân thì thầm, hẳn cũng đã biết chuyện. Lý Bán Chi gật đầu, không thể không biết được, nếu ta đoán không sai, nàng hẳn cũng đang nghĩ cách đến đây. Diệp Quân gật gù rồi nói với những người đi sau, mọi người tập trung chữa trị trước đi. Bọn họ gật đầu, trải qua một trận chiến. Họ sống thì còn sống nhưng trên cơ bản đều bị thương nặng. Nhất là bên kiếm tông có rất nhiều kiếm tu hăm hở xung phong đi đầu, cũng là bên chịu tổn hại nặng nề nhất. Diệp Quân lại nhìn sang văn viện, thấy người dẫn đầu là viện chủ Thư Hiền và Diệp Quan Chỉ. Thấy hắn nhìn sang, Diệp Quan Chỉ mỉm cười. Diệp Quân gật đầu chào hỏi rồi nhìn sang thần đạo viện do Nam Lăng Nhất Nhất dẫn đầu. Các thần thuật sư của bọn họ đã chứng tỏ giá trị cực cao của mình trong trận chiến khi không ngừng giữ chân thần linh, bằng không thư viện Quan Huyên đã phải chịu tổn thất nặng nề hơn nữa. Nam Lăng Nhất Nhất thấy ánh mắt hắn lia tới thì thoáng ngạc nhiên rồi đưa tay lên chào hỏi. Thiếu chủ ư? Trong lòng cô ấy, Diệp Quân vĩnh viễn là sư đệ. Hắn cười cười chào lại rồi nhìn về một chỗ khác, nơi một cô gái đang đứng như bị ngăn cách bởi ranh giới. Tóc trắng. Áo tuyết. Tịch Huyền. Người đến từ U Minh Viện, cũng là đệ tử duy nhất của nơi này, vì vậy khi đứng một mình luôn toát ra vẻ cô độc. Thấy hắn nhìn mình, Tịch Huyền rời tầm mắt sang nơi khác, không nói gì. Diệp Quân im lặng thu ánh mắt về. Tịch Huyền khẽ liếc sang, sắc mặt trở nên ảm đạm, đầu hơi rũ xuống. Trong lòng cô ấy đang phức tạp vô cùng. Chỉ qua một đêm, Diệp Quân đã trở thành thiếu chủ. Thiếu chủ của thư viện. Đây dĩ nhiên là chuyện rất tốt, khiến Tịch Huyền khẽ mỉm cười. Hắn càng trải qua những thứ tốt đẹp, cô sẽ càng vui vẻ. Diệp Quân nhìn sang động Thiên Tuế Nguyệt, thấy số cường giả của họ đã giảm đi một nửa.
Không chỉ họ mà linh hư thần địa cũng vậy. Hai tộc này là những người quyết liệt nhất khi giúp hắn ngăn cản thần tướng lúc ban đầu. Thấy Diệp Quân đi tới, Nam Ly Âm và Trương Vân Thiên vừa định hành lễ thì bị hắn ngăn lại. Hắn thì thầm, thật xin lỗi hai vị tiền bối. Trương Vân Thiên vội nói, thiếu chủ tuyệt đối đừng nói vậy. Ông ấy lắc đầu cười, ta cũng không ngờ ngươi lại chính là con của kiếm chủ nhân gian, thiếu chủ của chúng ta. Thật sự là không hề ngờ đến, mà bây giờ ông mới hiểu ra vì sao tổ tiên lại dặn dò phải dốc toàn lực hỗ trợ người này. Thì ra tổ tiên đã sớm biết thân phận hắn. Không chỉ Trương Vân Thiên mà Nam Ly Âm cũng không ngờ rằng mấy lời khoác lác của Diệp Quân lại là thật. Bây giờ nhớ lại chỉ cảm thấy buồn cười. Cũng giống như Trương Vân Thiên, đến tận lúc này bà ấy mới biết vì sao tổ tiên bảo có chết cũng phải giúp Diệp Quân. Các trưởng lão của Động Thiên Tuế Nguyệt không những không ngạc nhiên mà còn phấn khích vô cùng, bởi họ đã sớm biết thân phận Diệp Quân. Mà càng hưng phấn hơn họ chính là tộc Thiên Long hiện tại. Tộc trưởng Ngao Thịnh và các trưởng lão hưng phấn không gì sánh bằng. Là thiếu chủ. Khác với Linh Hư Thần Địa và Động Thiên Tuế Nguyệt, thiếu chủ Ngao Thiên Thiên của họ xem như đã ký khế ước bình đẳng với Diệp Quân. Lại còn hòa hợp với nhau. Một tầng quan hệ vô cùng đặc biệt. Nói tóm lại, tộc Thiên Long lần này hời to rồi. Các cường giả bên này không khỏi xúc động, thầm nhủ Ngao Thiên Thiên đúng là tinh mắt. Bằng không nếu lựa chọn Lục Thiên thì bọn họ đã tiêu đời rồi. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về điểm cuối của đường hầm thời không với vẻ lo âu. Hắn đã nhận ra thực lực tổng thể của vũ trụ quan huyên không bằng chân thế giới. Hơn nữa nội bộ thư viện lại có vấn đề rất lớn. Có thể bị chân thế giới đánh đến tổng viện, chứng tỏ có gì đó rất bất thường. Bông Am U xuất hiện trước mặt hắn, báo cáo, người của chúng ta đã gặp mặt người võ các. Diệp Quân vội hỏi, thế nào? Am U hạ giọng. Võ lão không đến, hơn nữa chúng ta phát hiện đối phương không bình thường. Diệp Quân xa sầm mặt. Lý Bán Chi nhíu mày. Ngay cả Tiên Bảo Các cũng gặp vấn đề nội bộ. Đáng sợ thật. Am U, thiếu chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngay cả ông ta cũng không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Nếu ngay cả trụ giới cũng gặp chuyện thì Tiên Bảo Các đã không còn là nơi an toàn. Diệp Quân đang trầm tư suy nghĩ thì thấy đường hầm thời không nơi xa bỗng vỡ nát, để một luồng sức mạnh kinh khủng ùa ra. Am U biến sắc, bước tới vung tay lên. Thời không bốn phía sụp đổ, mọi người đã xuất hiện ở một vùng tinh không khác. Đứng cách đó không xa chính là một đội ngũ hơn trăm người. Đi đầu là một người đàn ông trung niên. Am U thấy người này thì sắc mặt kém hẳn đi, thiếu chủ, họ chính là võ thần vệ đến tiếp ứng chúng ta. Võ thần vệ. Diệp Quân lẳng lặng quan sát người đi đầu. Quả nhiên đã phản bội. Hắn không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ Tiên Bảo Các vô dụng đến vậy sao? Người đàn ông cũng nhìn hắn, giữ chúng lại. Không hề nhiều lời vô nghĩa. Các võ thần vệ đứng sau ông ta toan ra tay. Ai dám dụng vào thiếu các chủ? Bỗng có một tiếng giống phẫn nộ vọng tới từ trong lòng vũ trụ khiến tinh hà run rẩy. Mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một con tàu tinh không khổng lồ chừng trăm nghìn trượng xé toạc thời không bay ra. Đứng ở đầu là một ông lão. Võ lão. Đi theo sau con tàu lại là mấy trăm chiếc tàu to lớn khác. Rắc rắc. Thời không bốn phía nứt toác trong nháy mắt, để vô số khí tức khủng khiếp ùa ra. Sau đó, mấy trăm nghìn cường giả mặc giáp tím xuất hiện, khiến tinh hà chấn động kịch liệt. Tham kiến thiếu chủ. Bọn họ đồng loạt quỳ một gối xuống. Chúng ta hộ giá chậm trễ, xin được dập đầu, mong thiếu các chủ thứ tội. Nói rồi đồng thời cúi lạy, cô váy trắng, bái kiến thiếu chủ. Mấy trăm nghìn cường giả đang có mặt đồng loạt quỳ xuống, âm thanh chấn động tinh hà. Trên chiếc chiến hạm to kia, võ lão bước về phía trước một bước, sau đó, ông ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Võ lão lập tức muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Diệp Quân ngăn cản. Diệp Quân nhẹ giọng nói. Võ lão là người mẹ ta tin tưởng nhất, không cần những nghi thức xã giao này. Võ lão vẫn chậm rãi quỳ xuống, cung kính nói, thiếu chủ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, vô cùng đáng chết. Diệp Quân đỡ võ lão dậy, sau đó nói, tạm thời không nói đến những chuyện này, giải quyết chuyện trước mắt đã. Võ lão gật nhẹ đầu, ông ấy xoay người nhìn người đàn ông trung niên phía xa, quát lên, dư trưởng lão, các chủ đối xử không tệ với ông,
vì sao ông lại muốn phản bội các chủ? Dư trưởng lão kia cười khẽ, đang định đáp lời thì Diệp Quân đột nhiên nói, giết ông ta muốn kéo dài thời gian. Giết ông ta? Mọi người sửng sốt. Mấy cường giả tiên bảo các xung quanh đều sửng sốt, sau đó đồng loạt nhìn về phía võ lão. Sắc mặt Diệp Quân vô cùng bình tĩnh, hắn cũng không nói gì. Nhưng võ lão lại thay đổi sắc mặt, còn ngây người ra đấy làm gì? Thiếu chủ nói giết ông ta, mau ra tay đi. Nói xong, trên mặt ông ta đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Đám người khốn kiếp, các ngươi đừng có hại lão phu. Nếu thiếu chủ này là một kẻ thù dai, các ngươi làm như thế thì lão phu sẽ toi đời đấy. Nghe thấy lời có võ lão, những cường giả xung quanh đều lấy lại tinh thần, sau đó xông thẳng về phía mấy người nhóm dư trưởng lão. Võ lão lén nhìn thoáng qua Diệp Quân, thấy nét mặt bình tĩnh không chút dao động của Diệp Quân thì thầm run rẩy. Không phải ông ấy suy nghĩ nhiều, mà là ông ấy từng ở lại hệ Ngân Hà, biết rõ những kẻ tạo phản gần như đều không có kết quả tốt. Đặc biệt là lần này, võ các xuất hiện kẻ phản bội, nếu không vì ông ấy nhận ra điều bất ổn, đích thân dẫn người chạy đến, thì thật sự không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Dư trưởng lão phía xa hơi cau mày, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong lòng hơi khiếp sợ, ông ta không ngờ thiếu các chủ này lại quyết đoán như thế, không hề cho ông ta cơ hội kéo dài thời gian. Mà lúc này, tình huống xung quanh thay đổi. Oanh! Thời không trước mặt dư trưởng lão nứt ra, sau đó, một tia đao mang chém ra từ trong thời không bị nứt kia. Xoẹt! Ngay sau đó, mấy trăm cường giả tiên bảo các vừa xông lên đã bị tia đao mang này chém thành hư vô. Mọi người hoảng hốt. Lúc này, một người phụ nữ chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, người phụ nữ khá trẻ, trông chỉ khoảng 20 mấy. Bà ta mặc váy xanh, áo khoác tím, mặt như tranh vẽ, làn da như tuyết, mái tóc dài màu xanh đen dài đến tận eo, bên phải hông của bà ta đeo một thanh đoản kiếm có vỏ, chỗ đuôi đoản kiếm có hai cái chuông nhỏ. Sau lưng người phụ nữ còn có một ông lão lưng còng đi theo, ông lão dáng người cao gầy, mái tóc trắng bạc rối bời, trong tay trái của ông ta cầm một thanh trường đao có vỏ, mà bàn tay đó chỉ có 4 ngón tay. Chiêu đao khi nãy là ông ta chém ra. Âm u bên cạnh Diệp Quân nhìn chằm chằm ông lão lưng còng kia, thần đế. Nghe thấy thế, Diệp Quân lập tức cau mày. Lại một thần đế nữa tới. Mẹ kiếp! Chân thế giới các người điên rồi à? Các người làm như thế sao mà ta chịu được? Diệp Quân thầm thấy giận dữ, tháp ra, ta không muốn cố gắng nữa. Ta muốn gọi người, ta muốn gọi cô váy trắng. Tiểu tháp ngẫm nghĩ, sau đó khuyên nhủ, người không nên như thế, dù bọn họ thật sự hơi quá đáng, nhưng cũng đâu cần thiết phải gọi người, một khi nghiện rồi thì khó giải quyết lắm. Diệp Quân chớp mắt, ý của tháp ra là cô váy trắng có thể đánh thắng thần đế đúng không? Nghe vậy, tiểu tháp lập tức run rẩy nói, ngươi là ma quỷ à? Đến lúc này rồi mà hắn còn muốn gài bẫy lão tử. Thế này thì ai mà chịu được chứ? Ngươi không được di truyền cái gì tốt, cứ thích di truyền sự gian trá của cha mẹ ngươi. Thật khó tin, Diệp Quân bật cười, rõ ràng là hắn đánh giá khá thấp thực lực của cô váy trắng rồi. Sở dĩ hắn hỏi như thế là vì muốn thăm dò thực lực của cô váy trắng, vì đến hiện tại, những cường giả hắn từng gặp đều không mang đến cho hắn cảm giác như cô váy trắng. Cảm giác gì? Cảm giác vô địch. Hắn cảm thấy, cô váy trắng giết người đều không cần sử dụng kiếm thứ hai. Mà thực lực của những cường giả xuất hiện lúc này chắc chắn là mạnh hơn đại kiếm đế. Nói cách khác, thực lực của cô váy trắng vô cùng có khả năng là vượt xa cả thần đế. Vượt xa cả thần đế. Diệp Quân ngẫm nghĩ, lại hỏi, tháp ra, cô váy trắng có thể chống lại mấy vị thần đế? Tiểu tháp giận dữ nói, 1.000 tỷ. Diệp Quân đen mặt, ngươi lại bắt đầu không nghiêm túc rồi đó. Tiểu tháp. Sau khi xuất hiện, người phụ nữ thần linh kia quan sát Diệp Quân phía xa một lúc, sau đó hơi nhếch môi, dùng huyền khí truyền âm cho ông lão bên cạnh, dù sư phụ, lát nữa ta sẽ lừa tiểu tử kia đến đây. Ông tìm thời cơ chính xác giải quyết hắn bằng một đao. Ông lão cầm đao nhìn Diệp Quân phía xa, không nói gì. Người phụ nữ nhìn về phía Diệp Quân, vẫy tay nở nụ cười sán lạn, này, tiểu tử nhân loại đẹp trai kia, có thể đến đây nói chuyện một lát không? Diệp Quân ở phía xa lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ thần linh ta ư.
Người phụ nữ thần linh cười đáp, đúng thế. Diệp Quân nhìn ông lão sau lưng người phụ nữ cười khẽ, ngươi là thiếu chủ của thư viện Quan Huyên, đừng nói là ngươi sợ nhé. Diệp Quân cười nói, bà xưng hô như thế nào? Người phụ nữ thần linh chớp mắt, ngươi đến đây, ta sẽ cho ngươi biết. Diệp Quân nhìn chằm chằm bà ta, tháp gia của ta nói bà muốn giết ta, bảo ta đừng đi, ta nghe lời tháp gia. Tiểu tháp, người phụ nữ nghiêm túc nói, ta không phải kiểu người như thế, sao ta có thể làm ra hành động hèn hạ vô sỉ như vậy được? Diệp Quân nhìn chằm chằm người phụ nữ, chuyện lần này là bà lên kế hoạch à? Người phụ nữ thần linh hơi ngạc nhiên, sao ngươi lại nói thế? Diệp Quân bình tĩnh đáp, một thần đế đi theo bên cạnh bà, lại còn cung kính như thế, có lẽ thân phận của bà thật sự không đơn giản. Nên ta mới thử đoán vậy, bây giờ thấy nét mặt của bà thì có lẽ là ta đoán đúng rồi. Nghe thấy thế, nét mặt các cường giả của thư viện Quan Huyên đều trở nên nặng nề. Người phụ nữ trước mắt này mới thật sự là người đứng sau mọi việc ư. Người phụ nữ thần linh quan sát Diệp Quân, cười nói, nhân loại này đúng là thông minh. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, hắn không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ đề phòng. Phụ nữ xinh đẹp mà lừa gạt đàn ông khi nào cũng dễ thành công, mình phải cẩn thận hơn. Âm U ở bên cạnh cất giọng nặng nề, thiếu chủ, có lẽ bà ta đang kéo dài thời gian, chúng ta phải rút lui thôi. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu, không còn kịp nữa rồi. Ám U sửng sốt, người phụ nữ thần linh phía xa khẽ mỉm cười, không thể không nói, lần này thật sự có rất nhiều chuyện bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên chính là ngươi, không ngờ ngươi lại là con trai của kiếm chủ nhân gian, thật sự khiến người ta thấy bất ngờ. Còn bất ngờ thứ hai chính là vũ trụ Quan Huyên này còn nhiều cường giả cao cấp như thế mà chúng ta lại không biết. Nói đến đây, bà ta cười khẽ, sau đó nói, nhưng dù thế nào thì ta vẫn phải giết ngươi. Tránh để ngươi trưởng thành, dù sao thì bây giờ giết ngươi cũng dễ hơn. Diệp Quân nhìn Lý Bán Chi bên cạnh, nét mặt bà ấy rất bình tĩnh. Thấy nét mặt bình tĩnh của bà ấy, Diệp Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dì Chi bình tĩnh như thế cũng đồng nghĩa với việc chắc chắn vẫn còn đại lão ở trong bóng tối. Diệp Quân cũng không lo lắng nữa, hắn hờ hững nói với người phụ nữ thần linh kia, đến bây giờ bà còn chưa ra tay. Nếu ta đoán không lầm thì bà còn đang đợi, đợi một vị. Thần đế, đúng không? Người phụ nữ chớp mắt, người đoán ư. Diệp Quân gật đầu. Người phụ nữ giơ ngón tay cái, người đoán giỏi thật đấy. Diệp Quân xa sầm mặt, hắn nói trong lòng, tháp gia, chắc người có thể chống lại một thần đế đúng không? Tiểu tháp bình tĩnh đáp, không thể, người phải hiểu rằng ta chỉ là một cái tháp mà thôi. Diệp Quân chợt nói, tiền bối trong tháp đâu? Tiểu tháp vừa định đáp lời thì nó chợt khựng lại, tên khốn kiếp này lại thả bẫy rồi. Giọng nói bí ẩn cười nói, tiểu tử này rất gian trá. Tiểu tháp đáp, quá nhiều cường giả xuất hiện khiến tên tiểu tử này hơi hoảng hốt rồi. Giọng nói bí ẩn nói, bình thường thôi, hắn đã đối diện với tình huống thế này bao giờ đâu. Nói thật, bây giờ hắn có thể bình tĩnh như thế, không rối tinh rối mù. Ta đã thấy bất ngờ lắm rồi. Tiểu tháp nhẹ giọng tán thành, đúng là thế. Người phụ nữ thần linh ở phía xa đột nhiên nói, người có muốn đến đây tán gẫu không? Diệp Quân nhìn bà ta cười nói, ta xin thề với chân thần là chắc chắn sẽ không ném đá giấu tay với ngươi. Diệp Quân bình tĩnh hỏi, chúng ta đứng đây không tán gẫu được à? Người phụ nữ cười khẽ, ngươi cẩn thận thật đấy. Dứt lời. Bà ta đột nhiên quay đầu nhìn ông lão cầm đao bên cạnh, Du lão, giết hắn đi, sử dụng hết khả năng của mình, tuyệt đối không được nương tay. Nhưng ông lão cầm đao lại lắc đầu. Cô gái cao mày, bên phía bọn họ có cao thủ à? Du lão nhìn bà ta, chẳng lẽ ngươi không biết có người hay không à? Người phụ nữ thần linh nhìn về phía nơi nào đó, cười nói, mấy cường giả đứng đầu của thế giới hư chân đều đã bị chúng ta giữ chân mà bọn họ vẫn có nhiều cường giả như thế. Vì sao trong trận chiến năm đó, những người này lại không tham chiến? Du lão im lặng, người phụ nữ thần linh ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu ông không chắc chắn thì đợi thêm một lát nữa. Sau đó, bà ta nhìn về phía Diệp Quân, ta không tin sau lưng hắn có nhiều cường giả như thế. Diệp Quân phía xa nhìn võ lão bên cạnh. Võ lão, ông còn có lá bài tẩy gì không? Võ lão nghiêm túc đáp, có.
Hai mắt Diệp Quân lập tức bừng sáng, võ lão lại nói, nhưng nó ở trụ giới, ta không mang theo. Diệp Quân lập tức xa sầm mặt. Ông không mang lá bài tẩy theo. Thế ông còn nói làm cái quái gì? Võ lão cười khổ, không phải không mang theo, mà là không thể mang theo, hơn nữa chỉ cậu mới có thể sử dụng lá bài tẩy kia thôi. Diệp Quân nhíu mày, chỉ ta có thể sử dụng. Võ lão gật đầu, năm đó các chủ có tạo ra một vài thần tướng quan huyên, mà họ chỉ nghe lệnh của các chủ. Nói đến đây, ông ấy thoáng im lặng, sau đó lại hỏi, túi vải nhỏ của các chủ có ở trong tay cậu không? Diệp Quân hơi nghi ngờ, túi vải nhỏ gì cơ? Võ lão sửng sốt, cậu không giữ nó à? Diệp Quân gật đầu, không. Võ lão nhíu mày, không thể nào. Các chủ từng nói sẽ để lại cho cậu cái đó mà. Diệp Quân thầm hỏi trong lòng, tháp gia, có túi vải nhỏ à? Tiểu tháp đáp, có. Diệp Quân sửng sốt, sau đó thắc mắc, sao ngươi không đưa nó cho ta? Tiểu tháp đáp, ngươi cũng đâu có đòi. Diệp Quân lập tức xa sầm mặt, tháp gia, trước kia ngươi có bị phụ thân với gia gia của ta đánh không? Tiểu tháp. Lúc này, trong đường hầm thời không sau lưng người phụ nữ thần linh phía xa có một khí thế mạnh mẽ dâng lên. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng chậm rãi bước ra. Thần đế. Lại một thần đế nữa tới. Cô gái nhìn về phía Diệp Quân, nghiêm túc nói, Du lão, giết hắn, thẳng tay ra chiêu mạnh nhất với hắn đi. Nghe thấy lời của cô gái, Diệp Quân lập tức đen mặt. Con mẹ nó. Người phụ nữ này đúng là xấu xa. Nghe thấy lời của người phụ nữ, Du lão bước một bước về phía trước, sau đó chém tới một đao. Vụt! Chiêu đao này chém tan cả tinh hà. Diệp Quân vội nhìn về phía Lý Bán Chi, Lý Bán Chi chớp mắt, con nhìn ta làm gì? Ta là quan văn, không biết đánh nhau đâu. Diệp Quân! Không có đại lão nào à? Đầu Diệp Quân kêu ong ong, không có đại lão nào khác mà gì bình tĩnh thế. Vào lúc ông lão kia vung đao, sắc mặt các cường giả xung quanh đều thay đổi. Thần đế! Thực lực này dù có đông người cũng không thể chống lại được, có thể nói, đối diện cường giả thế này, có đông người hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chiêu đao khiến tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng. Cách Diệp Quân không xa, Trần Quan Tử híp mắt lại, trong lòng bàn tay y chợt xuất hiện một tấm kiếm lệnh. Đối mặt với cường giả thế này, tất cả những người xung quanh đều không phải là đối thủ. Chỉ có thể gọi tổ tông mà thôi. Lúc này, thời không trước mặt Diệp Quân chợt nứt ra, sau đó, một người phụ nữ mặc áo trắng xuất hiện, nét mặt người phụ nữ rất lạnh lùng, tóc buộc cao, trông rất ngầu. Tay trái người phụ nữ cầm một thanh trường thương. Người phụ nữ áo trắng không nói câu nào, thẳng tay đâm ra một thương. Oanh! Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, đao khí kia vỡ tan tành, cả tinh hà cũng có cùng số phận với đao khí. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ. Tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ, còn có cả sự bỡ ngỡ. Diệp Quân cũng thấy bỡ ngỡ, hắn chưa từng gặp người phụ nữ trước mặt, vì thế, hắn vội hỏi trong lòng, tháp gia, người biết người này không? Tiểu tháp đáp, biết. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, không thể không nói, tháp gia thật sự rất lợi hại, có cảm giác không có gì là nó không biết cả, có lẽ nó đã làm công tử rất lâu rồi. Thấy người phụ nữ áo trắng, Lý Bán Chi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến rồi. Người phụ nữ này chính là An Nam Tịnh. Võ thần thời đại trước. Lý Bán Chi cũng không hiểu rõ về An Nam Tịnh cho lắm, vì người này không cùng một thời đại với bà ấy. Người này là võ thần thời kiếm chủ Thanh Sam. Thật sự là có một không hai. An Nam Tịnh không phải do bà ấy gọi đến mà là do U Minh Điện gọi. Lúc nhìn thấy chân thế giới dở trò xấu xa như thế, U Minh Điện mới quyết định gọi người. Thấy An Nam Tịnh, Du lão phía xa lập tức cau mày, trong mắt lộ vẻ nặng nề. Người phụ nữ thần linh bên cạnh ông ta quan sát An Nam Tịnh một lúc, cười nói, người có thể đánh thắng hai vị thần đế không? An Nam Tịnh nhìn chằm chằm người phụ nữ thần linh, lạnh lùng đáp, người có thể gọi thêm 10 người nữa. Gọi thêm 10 người nữa. Nghe thấy lời của An Nam Tịnh, những người xung quanh đều sửng sốt. Lợi hại đến thế ư? Bà muốn đấu với 10 vị thần đế. Người phụ nữ thần linh cười khẽ, đúng là ngông cuồng. Du lão, quân lão, đánh chết bà ta đi. Bà ta vừa cất lời, hai thần đế lập tức lao đi.
ánh mắt An Nam Tịnh lạnh tựa như băng, bà ấy đâm thương về phía trước. Oanh! Trong nháy mắt, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hai vị thần đế kia lùi lại tận 100.000 trượng. Thấy cảnh này, mọi người đều hóa đá. Đây là thần đế à? Có khi nào là hàng giả không vậy? Thấy tình huống trước mắt, Diệp Quân cũng sững sờ. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân quá yếu. Cái gì gọi là cường giả? Chính là thế này đây. Thực lực chỉ có thể bổ đôi một ngọn núi của hắn hoàn toàn không thể xem là cường giả. Đối diện người thế này, hắn thật sự chỉ như một con kiến mà thôi. Bổ trời. Tham vọng nhỏ quá. Mục tiêu phải lớn hơn. Bổ vũ trụ mới được. Sau khi thoát khỏi sự kinh ngạc, mọi người lại trở nên vui mừng. Vô địch. Không ngờ bên phía vũ trụ quan huyên họ vẫn còn cường giả đáng sợ đến thế. Trên mặt người phụ nữ thần linh phía xa cũng không còn nụ cười nữa, bà ta nhìn An Nam Tịnh, im lặng một lúc rồi nói, lợi hại. An Nam Tịnh nhìn về phía người phụ nữ, gọi 10 tên thần đế đến đây, ta không đùa. Mọi người. Người phụ nữ thần linh cười nói, gọi thì gọi. Dứt lời, bà ta mở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay bà ta có một tia kim quang chợt phóng lên cao, trong nháy mắt, kim quang đã tiến vào nơi sâu trong vũ trụ. Ngay sau đó, trong kim quang kia chợt vang lên tiếng ngâm sướng như đến từ xa xưa. Diệp Quân nhìn nhẫn không gian trên tay phải của người phụ nữ thần linh, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, tiểu tháp chợt lên tiếng, tiểu tử, chúng ta thương lượng một chuyện. Diệp Quân hơi tò mò, chuyện gì? Tiểu tháp trầm giọng nói. Lát nữa lúc nói chuyện với tiền bối cầm thương này, người đừng có nói bậy bạ, biết chưa? Nó thật sự có bóng ma tâm lý rồi. Nếu tên chết tiệt này nói bậy nói bạ trước mặt An Nam Tịnh thì chẳng khác nào muốn giết nó. Ở trước mặt An Nam Tịnh, đại ma vương tung hoành thiên hà như nhị nha còn phải khiêm tốn đấy. Diệp Quân chớp mắt, tháp ra, sao ta có thể nói chuyện bậy bạ được? Tiểu tháp nói thêm, có thưởng. Diệp Quân vội nghiêm túc nói, tháp gia yên tâm, ta nhất định sẽ không nói bậy bạ đâu. Sau đó, hắn nhìn về phía An Nam Tịnh ở cách đó không xa, dường như tháp gia rất sợ vị tiền bối này. Lúc này, trong kim quang có vô số thần quang chứa phù văn màu vàng bí ẩn chiếu xuống, trong những thần quang này phát ra những âm thanh vừa bí ẩn vừa cổ xưa, vào khoảnh khắc nó xuất hiện, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Lúc này, mọi người đều cảm nhận được linh hồn của mình đang biến mất từng chút một. Sắc mặt của Ám U ở bên cạnh cũng thay đổi, không ổn rồi, đây là một trong 10 chân thuật của chân thế giới, Bỉ Ngạn Siêu Độ. Chân thuật. Mọi người ngơ ngác, chưa nghe nói tới bao giờ. Ám U nói với giọng điệu sợ hãi, nghe đồn, một khi pháp thuật này được sử dụng, nó có thể siêu độ cả một vũ trụ. 30 triệu năm trước, chân thế giới từng dùng nó để siêu độ một vũ trụ. Lúc đó kiếm chủ nhân gian phải sử dụng nhân gian kiếm ý mới có thể phá giải. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía người phụ nữ thần linh kia với nét mặt rất nặng nề, không ngờ người phụ nữ này lại có thể sử dụng chân thuật, chắc chắn lai lịch của bà ta rất không đơn giản. Lúc này, An Nam Tịnh đột nhiên bước một bước về phía trước, trường thương phá không bay đi. Xoẹt! Dưới ánh nhìn của mọi người, trường thương xé rách tinh hà. Cả tiếng ngâm sướng bí ẩn kia cũng không thể thoát được. Chỉ trong nháy mắt, An Nam Tịnh đã cầm thương xông đến chỗ kim quang kia, đúng lúc này, một khuôn mặt hư ảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ trong kim quang, sau đó, một ngón tay màu vàng dài vạn trượng chỉ về phía An Nam Tịnh. Đứng trước ngón tay này, An Nam Tịnh trở nên nhỏ bé tựa như một con kiến, nhưng ngay sau đó. Oanh! Ngón tay vỡ tan tành, một thanh trường thương đã đâm vào trong kim quang. Kim quang rung động dữ dội, sau đó biến thành mảnh vụn bay đầy trời. Sau khi dùng thương phá tan kim quang, An Nam Tịnh quay đầu nhìn về phía người phụ nữ thần linh. Thấy bà ấy nhìn mình, người phụ nữ im lặng, thầm thấy khiếp sợ. Người phụ nữ này quá mạnh. Vũ trụ quan huyên xuất hiện nhiều cường giả bí ẩn như thế từ bao giờ vậy? Người phụ nữ thần linh đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, bọn họ là gì của ngươi? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi đáp, người nhà. Người phụ nữ thần linh lập tức cau mày, không phải người nhà ngươi là đám cường giả nhóm kiếm chủ nhân gian à. Trong trận đại chiến năm đó, những người đến giúp ngươi bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Quân đáp, họ là người của ông nội ta. Ông nội.
Nét mặt mọi người cứng đờ. Người phụ nữ thần linh nhìn chằm chằm Diệp Quân, lợi hại. Diệp Quân đi tới bên cạnh An Nam Tịnh, sau đó cất lời, tiền bối, có thể giết người phụ nữ này không ạ? Trực giác cho hắn biết, người phụ nữ kia không đơn giản, nếu có thể giải quyết ngay tại đây là tốt nhất. Hơn nữa, chắc chắn nhẫn không gian của bà ta có rất nhiều báu vật. An Nam Tịnh nhìn về phía Diệp Quân, bà ấy quan sát hắn, nét mắt dần trở nên dịu dàng, con không tệ. Diệp Quân chần chừ một lúc, sau đó hỏi, tiền bối có biết tháp ra không? Tiểu tháp. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, biết. Diệp Quân đang định nói tiếp thì tiểu tháp vội nói, thưởng, có thưởng. Diệp Quân khẽ mỉm cười, tháp ra nói ông nội của con rất lợi hại, có phải thật không? Nghe vậy, tiểu tháp lập tức thở phào nhẹ nhõm. An Nam Tịnh gật đầu, đương nhiên là thật. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nhìn người phụ nữ thần linh, hắn cau mày, người này vẫn chưa chịu đi. Rõ ràng dù đã thấy thực lực đáng sợ của tiền bối An Nam Tịnh, bà ta vẫn không từ bỏ ý định muốn giết hắn. An Nam Tịnh cũng quay đầu nhìn về phía người phụ nữ thần linh kia, bà ấy không nói nhiều, đột nhiên tiến lên một bước. Phía xa, sắc mặt hai vị thần đế thoáng chốc thay đổi, hai người lao về phía trước. Oanh oanh! Hai lực lượng đáng sợ lập tức dâng lên, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà đều rung động. Thực lực của hai vị thần đế đúng là rất khủng khiếp. Lúc này, An Nam Tịnh đột nhiên đâm ra một thương. Oanh! Dưới ánh nhìn của mọi người, hai vị thần đế bị chiêu thương đánh lui mấy vạn trượng. An Nam Tịnh cũng không thừa thắng xông lên, mà lại xoay người xông về phía người phụ nữ thần linh. Giống với suy nghĩ của Diệp Quân, rõ ràng bà ấy muốn giết người phụ nữ này trước. Nhưng đúng vào lúc này, người phụ nữ thần linh kia chợt trở nên hư ảo. Vụt! Chiêu thương chém tới, người phụ nữ thần linh đã trở nên hư ảo vỡ tan, nhưng An Nam Tịnh lại cau mày, bà ấy quay đầu nhìn về phía xa, người phụ nữ kia đã xuất hiện ở cách nơi này vạn trượng. Người phụ nữ thần linh nhìn chằm chằm An Nam Tịnh, bà ta mở lòng bàn tay, lại có một tia kim quang phóng lên cao. Oanh! Kim quang bay lên nghìn trượng, sau đó biến thành một tấm gương lớn, trong tấm gương chính là An Nam Tịnh, nhưng An Nam Tịnh trong gương không mặc áo trắng, mà lại mặc áo đen. Sau đó, An Nam Tịnh trong gương chậm rãi bước ra. Khoảnh khắc An Nam Tịnh áo đen bước ra, một khí thế mạnh mẽ lập tức dâng trào từ trong cơ thể bà ta, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà rung động, vô cùng kinh khủng. Thấy cảnh này, Diệp Quân lập tức nhíu mày. Cái gì đây? Diệp Quân nhìn Ám U bên cạnh, nhưng Ám U cũng tỏ vẻ nghi ngờ, rõ ràng là ông ta cũng chưa từng nhìn thấy tấm gương trong tay người phụ nữ thần linh. An Nam Tịnh nhìn tấm gương trên đầu người phụ nữ thần linh, sau đó rời mắt nhìn An Nam Tịnh áo đen ở đối diện mình. Lúc này, An Nam Tịnh biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Mà An Nam Tịnh áo đen cũng gần như biến mất cùng lúc với bà ấy. Oanh! Thời không phía xa lập tức bộc phát hai tia thương mang đáng sợ. Nhưng đúng lúc này, hai thần đế bên cạnh người phụ nữ thần linh chợt biến mất, mục tiêu của bọn họ không phải An Nam Tịnh, mà là Diệp Quân ở bên cạnh. Rõ ràng An Nam Tịnh áo đen kia xuất hiện là để giữ chân An Nam Tịnh, mục tiêu thật sự của người phụ nữ thần linh vẫn là Diệp Quân. Thấy hai thần đế lao đến chỗ mình, Diệp Quân híp mắt lại. Người phụ nữ thần linh này vẫn muốn giết hắn. Phía xa, rõ ràng An Nam Tịnh cũng nhận ra ý đồ của người phụ nữ kia. Sau khi đánh lui An Nam Tịnh áo đen bằng một thương, bà ấy không đi cứu Diệp Quân mà xông đến chỗ người phụ nữ thần linh, vì lúc này, bà ấy đã không kịp quay lại cứu nữa rồi. Nếu đã không kịp trở về, vậy thì một đổi một thôi. Người phụ nữ thần linh nhìn An Nam Tịnh lao đến, cau mày. Rõ ràng bà ta không hề đoán trước được rằng An Nam Tịnh sẽ không cứu Diệp Quân mà lại đi giết mình. Diệp Quân cũng bất ngờ. Hai vị thần đế kia cũng thế. Thật sự muốn một đổi một ư. Mọi người xung quanh đều có vẻ hoảng hốt, huyết mạch thức tỉnh. Diệp Quân nhìn chằm chằm hai vị thần đế đang lao tới, tay phải nắm chặt kiếm hành đạo, hắn sẽ không khoanh tay chờ chết, cho dù đánh không lại thì hắn cũng phải đánh. Nhưng nhóm Ám U và Trần Quan Tử lại đứng chắn trước mặt hắn, đương nhiên họ sẽ không để hai vị thần đế này lại gần Diệp Quân. Tuy Diệp Quân rất yêu nghiệt, nhưng đối phương là thần đế, cho dù là ở mấy chục triệu năm trước thì cũng là cường giả hàng đầu.
Diệp Quân hiện tại không thể chống lại được họ. Nhưng lúc này Diệp Quân lại không hề sợ hãi. Có chỗ dựa nên không sợ. Không. Ở trước mặt hai vị thần đế này, đúng là hắn không thể đánh lại, nhưng hắn không sợ, cùng lắm thì chết thôi mà. Lúc này Diệp Quân đột nhiên dậm chân phải, cả người hóa thành một luồng kiếm quang rồi bay ra. Nhìn thấy cảnh này, nhóm ám u đang đứng trước mặt hắn đều biến sắc. Họ không ngờ rằng Diệp Quân lại ra tay với hai vị thần đế, hơn nữa còn là chủ động xuất kích. Tốc độ của Diệp Quân quá nhanh, khi nhóm ám u phản ứng lại thì hắn đã vọt ra trước, bọn họ không thể ngăn được. Diệp Quân cầm kiếm hành đạo xông về phía hai thần đế, giờ phút này hắn đã quên đi sự sống và cái chết. Từ trận chiến với Lục Thiên là hắn đã nén giận rồi. Các cường giả cứ hết người này đến người khác tới bắt nạt tân binh là hắn. Không thỏa đáng chút nào. Đương nhiên, nếu ở đây có người có thể chống lại hai thần đế này thì hắn sẽ không ra tay, nhưng vấn đề là An Nam Tịnh đã bị giữ chân, không còn ai có thể địch lại hai thần đế này, nếu hắn không đứng ra thì người chết sẽ là người khác. Hắn không muốn nhìn thấy người khác phải chết vì mình. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Việc của mình thì mình tự lo. Nếu các ngươi đến để giết Diệp Quân ta thì ta sẽ tự chiến đấu. Giờ khắc này, kiếm thế của Diệp Quân đã lên đến đỉnh điểm, đây là một nhát kiếm quên sinh tử của hắn. Khi mà đã chẳng còn sợ chết nữa thì thần đế có là cái gì? Nếu không thể sống thì cầu chết thôi. Diệp Quân đột nhiên gầm lên một tiếng, dưới chân đột nhiên xuất hiện tia sấm sét, kiếm hành đạo xé rách thời không chém về phía hai thần đế. Đúng lúc này, một chiếc lân giáp kim quang bao phủ lấy Diệp Quân. Thiên Long Thần hộ vệ. Vào thời khắc mấu chốt này, Ngao Thiên Thiên đã thi triển Thiên Long Thần hộ vệ. Giờ phút này, Ngao Thiên Thiên cũng đã coi nhẹ cái chết. Bởi vì cô ta biết rõ, đừng nói là mình, cho dù cụ tổ tộc Thiên Long của cô ta ở đây cũng chẳng đánh lại được hai thần đế này. Nhưng thế thì thế nào? Chiến đấu thôi. Xuống Hoàng Tuyền cùng thanh niên này, có vẻ cũng không có gì là xấu. Lúc này một người một rồng đã ôm tâm lý chắc chắn sẽ chết. Ở đằng xa, Dụ Đế cầm trường đao trong tay tiến lên trước, trong mắt dâng lên sát khí ngút ngàn, ông ta chém thật mạnh vào kiếm hành đạo của Diệp Quân. Ông ta không hề nương tay, chém ra với toàn lực. Không thể giữ đứa trẻ này lại. Hôm nay không giết thì sau này khó mà giết được. Khoảnh khắc trường đao hạ xuống. Rắc, dưới sự chú ý của mọi người, trường đao trong tay Dụ Đế bỗng vỡ tan hóa thành vụn bột. Nhưng gần như cùng lúc đó, Diệp Quân cũng bay lộn ngược hàng chục vạn trượng. Khi Diệp Quân bay ra, lân giáp màu vàng trên người hắn vỡ vụn từng tấc, cơ thể hắn cũng nát tan. Mà lúc này, thần đế còn lại cũng xông tới, sức mạnh cường đại chấn động thời không xung quanh nổ tung từng tấc, cực kỳ kinh hãi. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên chủ động tách khỏi Diệp Quân. Cô ta gầm lên một tiếng, khôi phục bản thể, hóa thành con rồng vạn trượng. Sau đó dùng bản thể của mình quấn quanh linh hồn của Diệp Quân từng lớp vù. Lúc này, một luồng kim quang bất chợt chiếu lên người Ngao Thiên Thiên. Đùng. Sức mạnh thần đế cường đại nổ tung, Ngao Thiên Thiên lập tức hét lên một tiếng chói tai, đồng thời cơ thể cô ta cũng bắt đầu vỡ vụn. Đừng nói là cô ta, ngay cả tổ tiên tộc Thiên Long của cô ta ở đây cũng chẳng đỡ nổi một đòn toàn lực của thần đế này. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân được mình bao bọc trong vòng tay, cười thê lương, sau này công tử có còn nhớ đến ta không? Diệp Quân ở thể linh hồn như bị sét đánh, Ngao Thiên Thiên ở trước mặt hắn đang dần tan biến với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Ngao Thiên Thiên lúc này như một tờ giấy đang bốc cháy, chậm rãi biến mất. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên đã sắp biến mất hoàn toàn trước mặt mình, lúc này hắn đang cực kỳ thất vọng. Nạp Lan Ca. Tịch Huyền. Bây giờ lại là Ngao Thiên Thiên. Diệp Quân bỗng cười khẽ một tiếng, dần dần mái tóc đen của hắn biến thành màu đỏ, cùng lúc đó huyết mạch ngủ yên trong cơ thể hắn 18 năm đột nhiên thức tỉnh. Quanh người Diệp Quân xuất hiện một tia sáng đỏ nhạt, thời không xung quanh bắt đầu run chuyển dữ dội. Lúc này, An Nam Tịnh ở phía xa đột nhiên hét to, Tiểu Tháp, sao ngươi còn không ra tay đi? Nghe thế, Tiểu Tháp ở trong cơ thể Diệp Quân bỗng sững sờ. Ra tay. Giọng nói bí ẩn bỗng tức giận quát, còn không mau bảo vệ cô gái kia đi. Ngươi muốn chết à?
lúc này Tiểu Tháp mới hoàn hồn. Mà Tiểu Tháp vừa hoàn hồn lại đã lập tức hoảng sợ. Mẹ kiếp! Quên hành động rồi! Bù! Một luồng kiếm quang bộc phát ra từ cơ thể Diệp Quân, trong nháy mắt luồng kiếm quang ấy đã bao bọc lấy Ngao Thiên Thiên sắp hoàn toàn tan biến, nhưng dù vậy cô ta vẫn tan biến, chỉ là với tốc độ chậm hơn. Thấy cảnh này, Tiểu Tháp không hiểu ra sao, thế này là thế nào? Giọng nói bí ẩn nghiêm nghị bảo, đây là pháp tắc đại đạo của chân thế giới, không do vùng thiên địa này quản lý. Tiểu Tháp vội hỏi, vậy phải làm sao? Giọng nói bí ẩn trả lời, cô gái này mà chết thì tên nhóc này chắc chắn sẽ hận, hận ngươi, hận cha mẹ hắn, ngươi cứ chờ chết đi. Mẹ kiếp! Lúc này Tiểu Tháp đã vô cùng hoảng hốt. Mà Diệp Quân lại bỗng hét lên, luân hồi chi chủ ở đâu? Ra đây, ra đây! Thời không trên đỉnh đầu Diệp Quân chợt tách ra, một người đàn ông trung niên nhanh chóng xuất hiện. Diệp Quân giận dữ nói, cứu cô ấy, mau lên! Nét mặt luân hồi chi chủ cực kỳ khó coi, thiếu chủ, cô ấy bị thương bởi pháp tắc của chân thế giới, không thuộc quyền quản lý của vũ trụ chúng ta. Nghe vậy, khuôn mặt Diệp Quân chợt trở nên dữ tợn. Bùm! Trong nháy mắt, sức mạnh huyết mạch đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể hắn, bỗng chốc một luồng sát ý ngút ngàn lan ra khắp nơi đây. Mà lúc này, mái tóc đen của Diệp Quân đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, không chỉ vậy, cơ thể của hắn cũng đang dần dần biến thành màu đỏ. Chết tiệt! Tiểu Tháp nhanh chóng biến thành một luồng kiếm quang lao về phía Diệp Quân, muốn áp chế sức mạnh huyết mạch của hắn. Nhưng nó vừa lao tới đã bị sức mạnh huyết mạch đáng sợ ấy hất văng. Tiểu Tháp ngẩn ra. Đúng lúc này, An Nam Tịnh xuất hiện trước mặt Diệp Quân, đặt tay phải lên vai hắn. Diệp Quân mở mắt, chém ra một nhát kiếm. Kiếm hành đạo. Mặc dù chỉ có linh hồn, nhưng giờ phút này uy lực từ kiếm của hắn còn đáng sợ hơn khi hợp nhất cùng Ngao Thiên Thiên không chỉ 10 lần. Huyết mạch phong ma. Huyết mạch đứng đầu chư thiên vạn giới. Có sức mạnh huyết mạch này gia trì, thực lực của hắn đã đạt đến một trình độ rất đáng sợ. An Nam Tịnh nhíu mày, người hơi run lên, xuất hiện phía sau Diệp Quân, hắn chém một nhát vào không trung, tinh hà lập tức nổ tung. Mọi người đều bị sốc. Xa xa, hai vị thần đế cũng kinh hãi, sức mạnh từ nhát kiếm này rất biến thái. Lúc này, An Nam Tịnh lại ấn tay phải xuống. Sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân đã bị áp chế. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo. Bùm! Trong cơ thể Diệp Quân bỗng bộc phát ra luồng sáng màu đỏ, sức mạnh huyết mạch cường đại đẩy An Nam Tịnh lui về sau mấy bước. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt An Nam Tịnh thoáng qua vẻ khó tin. Mà Tiểu Tháp ở bên cạnh cũng ngây người. Cái quái gì vậy? An Nam Tịnh cũng không trấn áp được. Trò đùa gì thế? Lúc này, An Nam Tịnh lại tiến lên lần nữa, đặt tay lên vai Diệp Quân, một luồng võ ý mạnh mẽ bao phủ lấy Diệp Quân. Cưỡng chế chân áp. Bây giờ Diệp Quân vẫn chưa thể chịu được sức mạnh của huyết mạch phong ma, nếu huyết mạch phong ma thức tỉnh thì sẽ ăn mòn linh trí. Nhưng giờ khắc này, dù là An Nam Tịnh cũng hơi khó chấn áp huyết mạch phong ma, huyết mạch này đã ngủ yên quá lâu, bây giờ mãi mới có cơ hội được hoàn toàn thức tỉnh, sao có thể cam tâm tình nguyện bị áp chế. Nhìn thấy điều này, vẻ mặt An Nam Tịnh trở nên nặng nề. Bà ấy cũng không ngờ huyết mạch phong ma đời này mà Diệp Quân có lại nghịch thiên đến thế. Mà nếu cưỡng chế chân áp lần nữa thì chắc chắn sẽ khiến Diệp Quân bị thương. Phải để hắn tự chân áp mới được. Nghĩ đến đây, An Nam Tịnh vội nhìn Ngao Thiên Thiên đang được Tiểu Tháp bảo vệ ở nơi không xa, lúc này cô ta đang được Tiểu Tháp bảo vệ vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nhưng tình hình không lạc quan. Vẻ mặt An Nam Tịnh cực kỳ âm trầm. Bà thật sự không ngờ vào thời khắc mấu chốt Tiểu Tháp lại không ra tay. Giờ phút này huyết mạch phong ma trong cơ thể Diệp Quân giống như làn sóng thủy triều không ngừng lan ra khắp trốn, thời không xung quanh cũng đã nhuốm màu đỏ máu. Còn hai mắt hắn thì đã dần biến thành vùng biển máu. Tất cả mọi người đều kinh hoàng. Nơi xa, người phụ nữ thần linh nhìn Diệp Quân chăm chú, cau mày nói, huyết mạch phong ma. Vừa rồi khi An Nam Tịnh lao về phía mình, bà ta đã dùng bí pháp để tránh đòn chí mạng của An Nam Tịnh. Chỉ cần bà ta không tham chiến thì dù là An Nam Tịnh cũng không thể dễ dàng giết được bà ta. Lúc này bà ta đang nhìn Diệp Quân, ánh mắt ngoài vẻ nghiêm nghị còn có tò mò. Bà ta đã từng nghe nói về huyết mạch phong ma. Trận chiến năm đó,
khi kiếm chủ nhân gian xông vào chân thế giới cũng ở trạng thái phong ma. Sau đó nghe nói ngày hôm ấy chân thế giới như chìm trong biển máu. Lần đầu tiên trong lịch sử, chân thế giới bị người khác xâm chiếm. Cũng chính vì thế, chân thế giới coi trận chiến đó là một sự sỉ nhục. Mà bây giờ bà ta lại được thấy huyết mạch phong ma. Bên cạnh người phụ nữ thần linh, vẻ mặt hai thần đế cũng vô cùng nặng nề, dù đế trầm giọng hỏi, ra tay không? Người phụ nữ thần linh lắc đầu, bà ta nhìn Diệp Quân, thực lực của hắn hiện giờ rất yếu, hơn nữa lại ở trạng thái linh hồn, hắn không thể chịu nổi huyết mạch phong ma. Cứ để hắn thức tỉnh, hắn sẽ tự giết chết bản thân. Nghe vậy, hai thần đế khẽ gật đầu. Xa xa, nét mặt An Nam Tịnh càng lúc càng nghiêm nghị, bà ấy cũng biết rõ bây giờ Diệp Quân không thể đánh thức huyết mạch phong ma, bây giờ hắn không chỉ không có thân thể mà cảnh giới lại rất thấp, không thể chịu nổi sức mạnh điên cuồng của huyết mạch phong ma. Nếu hoàn toàn đánh thức thì rất có thể linh trí của Diệp Quân sẽ bị ăn mòn, sau đó hoán đổi vị trí, huyết mạch phong ma sẽ thành chủ đạo. Hơn nữa ở tình huống hiện tại, Diệp Quân cũng không thể kiểm soát được huyết mạch phong ma. Nghĩ đến đây, trong mắt An Nam Tịnh hiện lên vẻ quyết tâm, bà tiến lên, lại đặt tay lên người Diệp Quân lần nữa, khi định cưỡng chế chân áp thì đúng lúc này, sự cố xảy ra. Đoàng! Bỗng có một luồng ánh sáng tím sẫm từ cơ thể Diệp Quân phóng lên trời, điều không ngờ là ánh tím cường đại ấy lại có thể liên tục đẩy lùi huyết mạch phong ma. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là thứ gì? An Nam Tịnh cũng ngây ra tại chỗ. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Quân lại bộc phát ra một luồng sức mạnh bí ẩn đáng sợ. Tiểu Tháp kinh hãi nói, không ổn, huyết mạch khác trong cơ thể cậu ấy cũng muốn thức tỉnh. Chết rồi, mau mời Thiên Mệnh tỷ tỷ tới đi. Một loại huyết mạch khác. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Diệp Quân còn có một loại huyết mạch khác sao? Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là loại huyết mạch khác này lại có thể đẩy lui huyết mạch phong ma. Huyết mạch phong ma không phải được gọi là huyết mạch số một muôn đời hay sao? Còn có một loại huyết mạch có thể đối kháng với nó ư? Mọi người đã hoàn toàn sững sờ. Lúc này, Tiểu Tháp cũng hoàn toàn hoang mang. Mẹ nó! Điên rồi! Đều điên cả rồi! Không nhận ra thì đều không nhận ra, vừa nhận ra thì tất cả đều nhận ra luôn. An Nam Tịnh nhíu chặt chân mày, lại xuất hiện thêm một loại huyết mạch hả? Hơn nữa, huyết mạch này còn không yếu hơn huyết mạch phong ma. Rõ ràng đây là huyết mạch của mẹ ruột Diệp Quân. Tần Quan, người phụ nữ tới từ hệ Ngân Hà. Cùng lúc này, bên trong cơ thể Diệp Quân lại bộc phát ra một sức mạnh huyết mạch phong ma cường đại. Ngay sau đó, trong ánh mắt của mọi người, hai loại huyết mạch này bắt đầu đánh nhau. Mọi người! Lúc này, linh hồn của Diệp Quân cũng trở nên hư ảo. Mẹ kiếp! Hai loại huyết mạch này đang muốn giết chết chủ nhân sao? Một bên khác, người phụ nữ thần linh kia nhìn Diệp Quân, sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Trực giác nói với bà ta rằng hôm nay nếu như không loại trừ cậu thanh niên này thì tương lai tên này nhất định sẽ trở thành đại họa của chân thế giới. Nghĩ tới đây, người phụ nữ thần linh mở lòng bàn tay ra, một lá bùa màu vàng đột nhiên lao thẳng lên trời. Tất cả những người bên trong giới vương giới bao gồm thần đế, thần hoàng, thần quân. Và những người biết đánh nhau đều lập tức tới đây cho bản vương, dùng tốc độ nhanh nhất của mấy người, ai dám trì hoãn thì ta nhất định sẽ đào mộ tổ tông 18 đời người đó lên. Bà ta chợt ngừng lại rồi lên tiếng tiếp, điều quân cận vệ của bản vương tới đây ngay lập tức. Sắc mặt Du lão đột nhiên biến đổi, An Vương, quân cận vệ của bà đang trấn thủ di giới, nếu như... An Vương giơ tay chỉ vào Diệp Quân một cách bực bội, sự uy hiếp này mới là lớn nhất, không thể cho hắn bất cứ cơ hội phát triển nào, hiểu không? Du lão không dám nói thêm gì, không thể không nói, Diệp Quân này quả thực yêu nghiệt, ban nãy còn chém vỡ vụn luôn thanh đao của ông ta. Buộc phải diệt trừ. An Vương vẫn thấy hơi bất an, bà ta đi qua đi lại, liếc nhìn An Nam Tịnh ở phía xa, sau đó lại nhìn Diệp Quân, cuối cùng bà ta dừng bước. Sau đó lại lấy ra một lá bùa màu vàng, ánh mắt lạnh lùng, ta muốn nhờ chân thần điện điều động thần hoàng hôn, ta muốn điều động một vạn. Một vạn. Du lão vội vàng nói, An Vương, thần hoàng hôn tổng cộng chỉ có một vạn, bọn họ đang trấn áp bàn vũ giới, nếu điều tới thế giới quan huyên thì sẽ xảy ra chuyện lớn.
An Vương phẫn nộ nói, lẽ nào ông không nhìn ra sự uy hiếp của Diệp Quân này sao? Người này vừa là võ thần vừa là đại kiếm đế, trên người sở hữu hai loại huyết mạch đặc biệt, thiên phú quái dị sắp sửa theo kịp ta rồi. Quan trọng nhất là đầu óc của hắn lại tốt, bây giờ trừ khử hắn mới có thể kịp thời ngưng tổn thất, nếu không thì sau này khó mà trừ khử được hắn. Sắc mặt Du lão hơi khó coi, trầm giọng nói, thế nhưng chân thần điện sẽ không đồng ý đâu. An Vương nhìn Diệp Quân phía xa, nói khoác. Du lão ngơ ngác. Khuôn mặt An Vương không chút biểu cảm, nói với cấp trên, Diệp Quân này có thiên phú vượt xa cả kiếm chủ nhân gian, rõ ràng là thiên tài siêu cấp vạn năm có một. Hắn mới 18 tuổi, nhưng ta đã không phải là đối thủ của hắn nữa rồi, bị hắn đánh thảm hại. Nghe vậy, Du lão hoàn toàn kinh ngạc. Chơi gì kỳ vậy? Bà chơi như vậy, cấp trên chắc chắn sẽ cực kỳ xem trọng. Mồ hôi lạnh trên người Du lão đột nhiên toát ra. An Vương này bụng dạ cũng không tốt đẹp gì. An Vương nhìn Diệp Quân phía xa, giết thiên tài phải nhân lúc còn sớm, tuyệt đối không được cho đối phương thời gian phát triển, lúc bắt đầu phải đánh chết luôn. Phía xa, lúc này An Nam Tịnh đã thật sự thấy hơi buồn phiền. Bởi vì hai loại huyết mạch bên trong cơ thể Diệp Quân vẫn đang chiến đấu điên cuồng, hơn nữa còn đánh càng lúc càng kịch liệt, không ai phục ai. Lúc này, Diệp Quân đã không chống đỡ được sự giày vò của bọn chúng, linh hồn càng mờ nhạt, nếu còn tiếp tục đánh thì linh hồn của Diệp Quân sẽ không còn nữa. An Nam Tịnh cảm thấy phiền muộn là bởi vì bà ấy không tiện ra tay, bà ấy đương nhiên không sợ hai loại huyết mạch này, thứ bà ấy sợ là khiến cho Diệp Quân bị thương. Tiểu Tháp đột nhiên run giọng nói, hay là để cho Thiên Mệnh tỷ tỷ ra tay đi. Mặt An Nam Tịnh không chút biểu cảm, người đang coi thường ông nội cậu ta sao? Mẹ kiếp! Tiểu Tháp đột nhiên không dám nói gì nữa. An chủ mẫu ơi! Bà chụp cái mũ này cho ta, Tiểu Tháp ta sao mà trụ nổi? Nhìn thấy linh hồn của Diệp Quân càng trở nên mờ ảo, An Nam Tịnh cũng không chần chừ thêm nữa, chuẩn bị gọi kiếm chủ Thanh Sam. Kiếm chủ Thanh Sam mà xuất hiện thì huyết mạch phong ma đương nhiên sẽ không dám hành động lỗ mãng thêm nữa. Dù gì huyết mạch phong ma của kiếm chủ Thanh Sam cũng là đầu nguồn. Thế nhưng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra, hai huyết mạch đánh mãi lại lan tới kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân, nhìn thấy cảnh tượng này, An Nam Tịnh ngơ ngác. Lúc này, kiếm hành đạo đột nhiên rung lên kịch liệt, một giây sau, nó hóa thành một tia kiếm quang thâm nhập vào bên trong cơ thể Diệp Quân. Trong nháy mắt, sức mạnh do hai huyết mạch bộc phát ra lập tức bị loại trừ. Cùng lúc này, huyết mạch phong ma và huyết mạch thần bí bên trong cơ thể Diệp Quân cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, không dám giày vò hắn thêm nữa. Mẹ nó, mấy người đánh lộn lại dám đánh cả lên người ta. Ai cho mấy người lá gan này hả? Hai huyết mạch lập tức trở nên tĩnh lặng, không có bất cứ phản kháng nào. Bọn chúng không sợ An Nam Tịnh. Bởi vì bọn chúng biết An Nam Tịnh không dám làm gì bọn chúng. Thế nhưng kiếm hành đạo thì khác. Thanh kiếm này lại dám làm thật. Thanh kiếm này hơi hổ báo. Mặc dù hai loại huyết mạch bị trấn áp, nhưng linh hồn của Diệp Quân lại trở nên hư ảo chỉ trong nháy mắt, sắp tan biến. Nếu kiếm hành đạo còn dùng thêm lực thì linh hồn của Diệp Quân sẽ không còn nữa. An Nam Tịnh mở bàn tay phải ra. Một luồng ý chí võ thần mạnh mẽ bao phủ linh hồn của Diệp Quân, nhưng tác dụng không lớn, nhìn thấy cảnh tượng này, An Nam Tịnh chợt nhíu mày lại. Bà ấy giỏi đánh đấm, nhưng cứu người lại không phải sở trường cho lắm. Không chỉ Diệp Quân, Ngao Thiên Thiên bên cạnh lúc này cũng hư ảo như một làn khói. An Nam Tịnh đột nhiên nhìn về phía Lý Bán Chi phía bên cạnh kiếm Thanh Huyên. Lý Bán Chi trầm giọng nói, thanh kiếm đó ở trong tay Đông Lý Tịnh. Mà lúc này bà ấy đang ở chiến trường hư chân. Nghe vậy, An Nam Tịnh chợt cau mày lại. Lúc này, bên trong tiểu tháp đột nhiên xuất hiện một giọng nói, để ta. Giọng nói vừa vang lên, một tia u quang đột nhiên bao trùm lấy Ngao Thiên Thiên, trong nháy mắt, Ngao Thiên Thiên bị thu vào trong tiểu tháp. Cùng lúc này, một tia sáng màu tím đậm cũng bao trùm lấy Diệp Quân. Bỗng chốc, sức mạnh của pháp tắc hư chân trên linh hồn Diệp Quân cũng bắt đầu dần tan biến. Người phụ nữ thần linh ở phía xa đột nhiên híp hai mắt lại, dường như nghĩ ra điều gì đó, bà ta đột nhiên phẫn nộ nhìn thẳng vào tiểu tháp, là ngươi. Tiểu tháp vội vàng nói, bà ta đoán được rồi sao? Giọng nói bí ẩn vang lên, mặc kệ bà ta đang hăm dọa ngươi đấy.
Tiểu Tháp trầm giọng nói, mẹ kiếp, không có lấy một kẻ là người tốt. Phía xa, trong mắt An Vương lóe lên vẻ nghi hoặc, việc có thể cứu được Ngao Thiên Thiên và Diệp Quân nói lên rằng người ra tay có thể phá được pháp tắc của chân thế giới. Không phải người của vũ trụ này không ai làm được, nhưng số người làm được rất ít. Còn có ông lớn khác. Sắc mặt An Vương trầm xuống, bà ta nhìn Diệp Quân phía xa, người bên phe tên khốn này nhiều thật. Phía xa, Diệp Quân từ từ mở to hai mắt, lúc này, hắn có cảm giác vô cùng mệt mỏi. Mấy người Tịch Huyền bên cạnh cũng hết sức lo lắng. Trạng thái của Diệp Quân ban nãy thực sự quá đáng sợ. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân trước mặt, cảm thấy thế nào? Diệp Quân không trả lời, hắn quay đầu nhìn xung quanh một lượt, lúc không nhìn thấy Ngao Thiên Thiên, hắn đột nhiên ngẩn ra. An Nam Tịnh vội vàng nói, tạm thời cô ấy không sao đâu, được Tiểu Tháp thu vào bên trong tháp rồi. Tạm thời không sao. Diệp Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thay vào đó là sự bất lực. Khoảnh khắc này, hắn hiểu ra một chuyện. Rất nhiều lúc cho dù bạn liều hết tất cả thì cũng chẳng thấm vào đâu. Đời người là thế. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía hai thần đế phía xa, hắn biết nếu như hắn không trở nên mạnh hơn thì sau này những chuyện tương tự như vậy sẽ còn xảy ra, hơn nữa có thể còn nghiêm trọng hơn. Thực lực. Diệp Quân từ từ nhắm hai mắt lại. Ở trong loạn thế, mạng người không đáng tiền. Không có thực lực mạnh chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Nhìn Diệp Quân trước mắt, trong mắt An Nam Tịnh lóe lên vẻ phức tạp, cậu thanh niên này phải chịu đựng áp lực mà ở độ tuổi như cậu ấy không nên chịu đựng. Nghĩ tới đây, An Nam Tịnh thầm thở dài. Ba đời nhà họ Dương đều không dễ dàng gì. Cuộc đời của kiếm chủ Thanh Sam có thể nói là khổ sở nhất, bước đi trên con đường đầy máu, đặc biệt tới cuối cùng còn gặp phải một nhân vật khủng bố không bình thường như thiên mệnh. Kiếm chủ nhân gian nửa đầu cuộc đời cũng thảm tới độ không nỡ nhìn. Ông ấy đã triệt để bị nuôi dưỡng bên ngoài. Còn cậu thanh niên trước mắt vừa nhận tổ tông đã bị cả chân thế giới nhắm tới. Không chỉ như vậy, cậu ta còn phải gánh trách nhiệm bảo vệ cả vũ trụ Quan Huyên. An Nam Tịnh khẽ vỗ lên vai Diệp Quân, rồi nói, yên tâm, bọn ta sẽ không để người khác ỷ lớn ức hiếp ngươi. Nói xong, bà ấy quay người nhìn An Vương phía xa, thấy An Nam Tịnh nhìn mình, mí mắt An Vương chợt giật, đột nhiên lùi ra sau lưng hai thần đế. Đối diện với võ thần này, bà ta cũng rất kiêng dè. Quá giỏi đánh đấm. Như bà ấy đã nói, 10 thần đế tới e rằng cũng không đủ cho bà ấy đánh. Nếu không phải kiêng dè Diệp Quân thì bọn họ sẽ bị võ thần này đuổi đánh. An Nam Tịnh đột nhiên nói, Tiểu Tháp. Tiểu Tháp vội vàng nói, ta đây. An Nam Tịnh nhìn Tiểu Tháp, ánh mắt hơi lạnh lùng, nuôi dưỡng bên ngoài cũng cần có giới hạn. Thần đế đó ra tay với cậu ấy thì ngươi cũng để cho cậu ấy tự mình chống đỡ sao? Tiểu Tháp run giọng nói, ta quên mất. Quên mất. Trong mắt An Nam Tịnh lóe lên ngọn lửa giận, bà ấy thật sự muốn đánh Tiểu Tháp một trận ra trò. Chuyện này mà ngươi cũng có thể quên được hả? Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, tiền bối, nơi này không thể ở lại lâu, chúng ta có rút lui không? Võ lão ở bên cạnh vội vàng nói, phải đến trụ giới. Chỉ cần đến trụ giới thì cho dù bọn chúng có cử ra 10 thần đế, chúng ta cũng không sợ. Đến trụ giới. An Nam Tịnh quay đầu nhìn An Vương phía xa, khẽ nói, tạm thời e rằng không đi được nữa rồi. Nghe vậy, Diệp Quân chợt cau mày, hắn nhìn về phía An Vương, rõ ràng người phụ nữ này lại gọi thêm người tới. An Vương nhìn An Nam Tịnh, cười nói, bà là võ thần à? Nói xong, bà ta giơ ngón tay cái lên, không thể không nói. Bà thật sự rất giỏi đánh đấm, nếu không phải bà muốn bảo vệ Diệp Quân này thì mấy người bọn ta thật sự không dám giở trò ở trước mặt bà. Đúng vào lúc này, thanh thương dài trong tay An Nam Tịnh đột nhiên lao thẳng lên không trung. Vút, thương dài đi tới đâu, thời không cũng chấn động rồi nứt ra tới đó. Tốc độ của thanh thương dài rất nhanh, mọi người còn chưa phản ứng thì nó đã lao tới trước mặt An Vương. Nhìn thấy cảnh tượng này. Con người của An Vương chợt co lại, giữa ấn đường của bà ta, một tấm kính màu vàng đột nhiên bay ra, sau đó chắn trước mặt bà ta. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tấm kính màu vàng đó đột nhiên vỡ nát, sức mạnh cường đại lập tức khiến cho An Vương chấn động văng ra xa hàng chục nghìn trượng, nhưng thanh thương dài đó vẫn chưa biến mất mà phá không gian lao tới truy đuổi An Vương.
Bên ngoài mấy chục nghìn trượng, An Vương đột nhiên gào lên đầy phẫn nộ hộ giá. Vừa dứt lời, hai thần đế xuất hiện trước mặt bà ta, dù lão đột nhiên chỉ điểm về phía trước, một ánh đao bộc phát ra từ đầu ngón tay của ông ta. Thần đế còn lại cũng đột nhiên lao về phía trước, tung ra một cú đấm thẳng về phía thanh thương dài kia. Ầm, ầm, đột nhiên, hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả tinh hà trở nên sục sôi, thanh thương dài của An Nam Tịnh cũng bị ép dừng lại. Thế nhưng đúng vào lúc này, An Nam Tịnh đột nhiên xuất hiện phía sau thanh thương dài, tay phải bà ấy cầm vào nó rồi đâm mạnh ra. Ầm ầm. Hai thần đế lập tức bị sức mạnh cường đại làm chấn động tới mức văng ra xa hàng trăm nghìn trượng. Bọn họ vừa dừng lại, thân xác cũng bắt đầu nứt toác, không chỉ như vậy, khu vực thời không phía sau lưng bọn họ cũng vỡ vụn, hóa thành một vùng tối đen, vô cùng kinh người. An Nam Tịnh không tiếp tục ra tay nữa, cơ thể chợt run lên và lui về bên cạnh Diệp Quân. Nếu như bà ấy tiếp tục ra tay, muốn giết hai thần đế kia đương nhiên là chuyện quá dễ dàng. Thế nhưng bà ấy không dám giao Diệp Quân cho tiểu tháp bảo vệ nữa. Đầu óc của tiểu tháp này ngày càng không tốt rồi. Cùng lúc này, khu vực thời không phía sau lưng An Vương đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đại đạo màu vàng xuất hiện. Quân chi viện tới rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Quân chợt trầm xuống, mẹ kiếp, người phụ nữ này lại gọi người tới. Rõ ràng không hợp lẽ thường. Lúc này, An Nam Tịnh đột nhiên nói, đừng lo lắng, người của chúng ta cũng sắp tới rồi. Diệp Quân sững sờ. Phải nói rằng, Diệp Quân cũng hơi bất ngờ. Bên phía ta còn có người tới sao? Hình như ta đã đánh giá thấp thực lực của gia tộc mình rồi. Cũng không biết mình có phải người yếu nhất trong gia tộc không nhỉ? Tiểu tháp nói, đừng kinh ngạc, tình hình bây giờ vẫn ổn, bởi vì các cô của ngươi chưa tới, nếu họ tới thì mới vui. Tiểu tháp biết rõ mặc dù Diệp Quân được nuôi ở bên ngoài, nhưng có điều chân vũ trụ không thể ỷ lớn mà bắt nạt Diệp Quân. Chân vũ trụ phái cường giả mạnh thế nào thì phía Diệp Quân cũng sẽ cử cường giả mạnh như thế. Nếu chân thần ra tay thì bên này sẽ phái tam kiếm. So sánh người. Nếu người nhà họ Dương thể hiện thì ai có thể sánh bằng? Diệp Quân hỏi, cô ư? Tiểu tháp, người có rất nhiều cô, sau này ngươi sẽ được làm quen với họ. Diệp Quân đang định nói thì một người đàn ông trung niên áo trắng đột nhiên xuất hiện từ phía xa trong đường hầm thời không. Người đàn ông trung niên vừa bước ra, một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra, cả mảnh tinh vực sôi sục. Thần đế! Lại một vị thần đế nữa tới. Vẻ mặt của đám người bên cạnh Diệp Quân nghiêm túc, cho dù cách mấy vạn trượng, nhưng luồng khí tức mạnh mẽ kia vẫn khiến người ta ngạt thở. Chân thế giới này thật điên rồ. Để giết Diệp Quân, hôm nay họ lại phái ra nhiều thần đế như vậy. Cách Diệp Quân không xa, sắc mặt của võ lão cực kỳ khó coi, lần này, người có ít cảm giác tồn tại nhất là Tiên Bảo Các. Bọn họ vốn đến đây để hộ tống, nhưng bây giờ lại chẳng giúp được gì. Thật sự không có cảm giác tồn tại. Nhưng ông ta cũng rất bất lực. Bởi vì Tần Quan để lại con át chủ bài ở trụ giới, đến trụ giới mới là sân nhà của Tiên Bảo Các. Mà ông ta cũng không có quyền điều động một số vũ khí bí mật. Võ lão đến gần Diệp Quân, trầm giọng nói, thiếu chủ, lát nữa có cơ hội, nhất định phải đến trụ giới, nơi đó có vô số đồ vật chờ cậu kế thừa. Kế thừa. Diệp Quân nhìn võ lão nghiêm túc nói, chỉ cần đến được trụ giới, sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu. Diệp Quân nhìn về phía An Vương phía xa, rõ ràng An Vương này không muốn hắn đến trụ giới. Sau khi thần đế áo trắng bước ra, ông ta nhìn An Nam Tịnh, sau đó nhìn An Vương, khẽ cúi người. Hành lễ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân hơi nheo mắt lại. An Vương này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Mà lại có thể khiến những thần đế này nghe theo mệnh bà ta. An Vương bình tĩnh nói, một mình ngươi sao? Ha ha. Đúng lúc này, một chàng cười vang lên từ phía sau đường hầm thời không, sau đó... Một người đàn ông trung niên vạm vỡ sải bước ra ngoài. Người đàn ông trung niên này cao lớn, nửa thân trên trần trụi, có rất nhiều hình xăm thần bí, cơ bắp cuồn cuộn, đường gân nổi lên trông vô cùng đáng sợ. Lại một vị thần đế nữa. Diệp Quân xa sầm mặt mày. Thần đế trong chân thế giới đều vô giá trị vậy sao? Nói cách khác, bọn họ đều được điều đến đây chặn ta.
Sau khi người đàn ông trung niên vạm vỡ bước ra, ông ta nhìn An Vương, khẽ hành lễ, An Vương. Không thể đắc tội với người phụ nữ này được, người phụ nữ này vô cùng xấu xa. An Vương khẽ gật đầu, những thần đế khác đâu? Sao vẫn chưa tới? Không nể mặt ta sao? Người đàn ông vạm vỡ vội vàng nói, chắc bọn họ đến chậm hơn chút. An Vương im lặng. Người đàn ông vạm vỡ không dám nói gì thêm, nhìn về phía An Nam Tĩnh cách đó không xa, cười lớn nói, ta đi dạy dỗ tên này trước. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên tiến lên, rồi tung một quyền. Một quyền này khiến xung quanh vũ trụ tinh hà nổ tung như nước sôi. Quyền diệt tinh hà. Khuôn mặt An Nam Tịnh không biến sắc, bà ấy tiến bên một bước, đâm một nhát thương. Bùm! Dưới ánh mắt của mọi người, người đàn ông vạm vỡ bay xa mất vạn trượng, vừa dừng lại, tay phải ông ta đã bị rạch một đường, máu tươi bắn tung tóe. Người đàn ông vạm vỡ hơi hoảng hốt, bà ta mạnh đến vậy sao? An Nam Tịnh vẫn không thừa thắng xông lên. Bà ấy vẫn đứng bên cạnh Diệp Quân. Vẫn là câu nói đó, tháp gia không đáng tin, phải đích thân trông chừng mới được. Lúc nãy tin tháp gia quá nên suýt nữa xảy ra chuyện lớn. Ở xa, An Vương nhìn An Nam Tịnh với vẻ nghiêm túc. Thực lực của người này vượt xa thần đế, đừng nói là 10 vị thần đế, cho dù là 20 vị thần đế thì cũng chưa chắc đã có thể đánh bại bà ấy. Bởi vì đánh đến bây giờ, bà ta phát hiện nữ võ thần này chưa dùng hết sức lực. Nghĩ vậy, vẻ mặt An Vương càng thêm nghiêm trọng. Người đàn ông vạm vỡ định ra tay tiếp, An Vương đã nói, không cần đánh nữa. Người đàn ông vạm vỡ nhìn An Vương bình tĩnh nói, bà ta là võ thần, người không phải đối thủ của bà ta. Võ thần. Người đàn ông vạm vỡ trầm giọng nói, ta đã giết vô số võ thần ở vũ trụ khác. An Vương nhìn người đàn ông vạm vỡ, vậy ngươi tiếp tục lên đi. Người đàn ông vạm vỡ thấy hơi ngượng ngùng, sao không cho người ta đường lui vậy? Sau chiêu giao đấu vừa rồi, ông ta đã biết mình không thể đánh lại người phụ nữ kia. Trong lòng ông ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ võ thần trong vũ trụ thấp kém này lại mạnh đến vậy. An Vương nói tiếp, đợi một lát rồi chúng ta đánh hội đồng. Đánh đơn không nổi thì đánh hội đồng. Diệp Quân ở bên cạnh An Nam Tịnh trầm giọng nói, tiền bối, chắc bọn họ vẫn còn thần đế đang tới. An Nam Tịnh gật đầu, ta biết. Diệp Quân nhìn An Nam Tịnh bình tĩnh nói, người của chúng ta cũng sắp đến rồi. Diệp Quân hỏi, nhiều không? An Nam Tịnh lắc đầu, không nhiều. Diệp Quân không nói nữa, trong lòng hơi hoảng loạn. An Nam Tịnh nói tiếp, nhưng đánh rất giỏi. Diệp Quân, chỗ dựa vững chắc. Lúc này, trong đường hầm thời không lại xuất hiện một ông lão áo đen, hai tay giấu trong ống tay áo, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi bước ra, ông ta không nói lời nào, mà lặng lẽ đi tới bên cạnh An Vương. An Vương nhìn ông lão, vợ ngươi đâu? Ông lão áo đen bình tĩnh đáp, sắp tới rồi. An Vương khẽ gật đầu, bà ta chỉ vào Diệp Quân ở đằng xa, lát nữa chủ yếu là giết người này, chính là tên đẹp trai kia, các ngươi nhớ kỹ. Ta sẽ nghĩ cách chặn vị võ thần kia, các ngươi phải nhanh chóng giết hắn, chúng ta chỉ có một cơ hội ra tay, vì vậy các ngươi phải dùng toàn lực, hiểu chưa? Nghe vậy, đám thần đế nhìn Diệp Quân, khẽ gật đầu. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Chết tiệt! Người phụ nữ này thật khác lạ. Ta có thù sâu đại hận gì với bà sao? Bà nhắm vào ta như vậy thật quá đáng. An Nam Tịnh nhìn An Vương muốn giết Diệp Quân. Bà ấy đương nhiên phải giết người phụ nữ có thân phận không đơn giản này. Dầm. Lúc này, trong đường hầm thời không, một luồng khí tức mạnh mẽ cuộn trào, sau đó, một bà lão chậm rãi đi ra. Bà lão cũng mặc áo đen, sau khi bước tới, bà ta lạnh lùng nhìn đám người Diệp Quân, rồi chậm rãi đi tới bên cạnh An Vương. Sáu vị thần đế. Thấy đội hình này, đám người phía Diệp Quân càng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Chân thế giới này điên thật rồi. Diệp Quân cũng trở nên nghiêm nghị, phải biết rằng đến lúc này, chân thế giới đã phái ra gần 10 vị thần đế, quan trọng nhất là chân thế giới tương đương với tác chiến ba tuyến. Một tốp ở thư viện Quan Huyên. Một tốp ở đây. Một tốp chắc chắn đã kìm hãm Diệp Vũ Kiếm Đế ở chiến trường hư không. Vậy mà ở chân thế giới vẫn có thể gọi nhiều cường giả như vậy. Có thể thấy thực lực tổng thể của chân thế giới mạnh hơn rất nhiều so với vũ trụ Quan Huyên.
Diệp Quân thầm thở dài. Vốn tưởng xuất đạo sẽ đỉnh cao lắm, nhưng bây giờ xem ra, đỉnh cao chẳng thấy, chỉ thấy điên rồ. Thấy người phụ nữ này không ngừng gọi người đến đánh mình, hơn nữa còn là cường giả đỉnh cao nhất, hắn thật sự sắp phát điên rồi. Lúc này, Diệp Quân nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi, Tháp gia, cái túi vải mẹ ta để lại cho ta đâu? Tháp gia nói, đây. Vừa dứt lời, một cái túi vải nhỏ màu trắng xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân cầm túi vải lên, định mở ra nhưng lại phát hiện không mở được. Diệp Quân sững sờ. Tháp gia trầm giọng nói, ngươi tạm thời không mở được. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Tiểu Tháp nói, bởi vì trong này có thứ rất nguy hiểm, mẹ ngươi sợ ngươi không biết dùng, sẽ tự giết mình. Diệp Quân khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói, thứ gì mà nguy hiểm vậy? Tiểu Tháp nói, một loại bom. Diệp Quân trầm giọng nói, bây giờ thế lục đang rất bất lợi, nếu có thần vật tại sao không lấy ra dùng? Tháp gia, ngươi mở ra giúp ta đi. Lúc này, hắn không cố chấp nữa. Có bảo bối gì thì lấy ra dùng hết đi. Tiểu Tháp trầm giọng nói, thứ này thật sự không thể dùng, thật đấy. Diệp Quân hơi nghi hoặc, chúng ta dùng để đối phó với thần linh cũng không được sao? Tiểu Tháp nói, không được. Sức sát thương của thứ này không phân ta địch, một khi sử dụng thì mọi người đều xong đời. Diệp Quân trầm giọng nói, Tháp gia, có phải ngươi lại lừa ta không? Tiểu Tháp đau khổ nói, tiểu tổ tông, ngay cả cha ngươi cũng không dám động vào những thứ mẹ ngươi để lại cho ngươi chứ đừng nói là ngươi, cái này không được, mọi người thật sự sẽ toi mạng đấy. Đến hôm nay nó vẫn nhớ quả bom kia đáng sợ đến mức nào. Nếu rơi vào tay Diệp Quân, Diệp Quân không hiểu lại dùng lung tung thì không ai chống đỡ nổi. Nghe Tháp gia nói vậy, Diệp Quân nhìn túi vải trong tay, cảm thấy hơi khó hiểu. Cái quái gì mà uy lực không phân ta địch chứ? Lúc này, võ lão bên cạnh cũng vội vàng gật đầu, không được tùy tiện dùng, đợi sau này cậu quen với những thứ đó rồi hắn dùng. Ông ta phụ trách võ các, chuyện nghiên cứu về võ đạo, kỹ thuật nhất đạo do tiểu ái phụ trách, nhưng ông ta cũng biết những thứ do tần các chủ và tiểu ái tạo ra đều rất đáng sợ. Đó không phải là thứ mà Diệp Quân bây giờ có thể kiểm soát. Nghe lão võ nói vậy, Diệp Quân từ bỏ ý định mở túi vải, nhưng hắn lại càng tò mò về thứ trong túi vải hơn. Đúng lúc này, trong đường hầm thời không lại xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ, sau đó, một người phụ nữ áo xanh bước ra, mái tóc đỏ xõa sau lưng, ánh mắt lạnh lùng không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Sau khi người phụ nữ áo xanh bước ra, bà ta nhìn An Nam Tịnh, sau đó chớp nhoáng đã xuất hiện trước mặt An Vương. Bảy vị thần đế. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bây giờ phía An Vương có bảy vị thần đế. Vị thần đế kia vừa bước ra, trong đường hầm thời gian bỗng chấn động kịch liệt. Dưới ánh mắt của mọi người, một đoàn cường giả giáp đen đột nhiên bước ra từ trong đường hầm thời không. Có đến hàng ngàn người. Mấy ngàn người này mặc giáp đen, đầu đội mũ đen, tay cầm thương dài, vừa bước ra, một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Sau đó hướng về phía người của thư viện Quan Huyên. An Nam Tịnh tiến lên một bước, phất tay. Bùm! Trong nháy mắt, luồng khí tức mạnh mẽ kia đã bị An Nam Tịnh đánh vỡ. Thấy cận vệ của mình tới, An Vương xòe tay ra, một đạo ấn vàng kim phóng lên trời, đại ấn đón gió khuếch đại, trong nháy mắt đã trở nên khổng lồ vạn trượng, một luồng áp lực đáng sợ bao trùm An Nam Tịnh. An Vương nhìn An Nam Tịnh, ta sẽ ngăn cản bà ta. Các ngươi giết Diệp Quân. Không được nương tay, phải giết hắn cho ta. Nghe An Vương nói vậy, đám thần đế không hề do dự, lập tức lao về phía Diệp Quân. An Nam Tịnh vẫn rất bình tĩnh. Đúng lúc này, thời không trên đầu Diệp Quân mở ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Đến rồi. Các ngươi có người, bọn ta cũng có người. So người à? Để xem ai có chỗ dựa vững chắc hơn. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Diệp Quân, có một bé gái đang đứng ở trên đỉnh đầu Diệp Quân. Trên đầu bé gái mọc hai chiếc sừng, mặc một chiếc áo ngắn tay nhỏ in hình hoa trắng, hai cánh tay nhỏ nhắn lộ ra trong không khí, bên dưới người là một cái quần nhỏ màu xanh, trên quần còn có mấy lỗ thủng, thoạt nhìn trông có vẻ khó khăn. Trên chân lại là một đôi giày nhỏ màu trắng, trên giày in hình mấy loài động vật nhỏ đáng yêu. Bé gái tay cầm một cây kẹo hồ lô, đang chậm rãi liếm kẹo.
Trên cánh tay của bé gái có một tên nhóc trông như một nhúm lông trắng đang nằm sấp, tên nhóc lúc này đang nhìn chăm chăm vào cây kẹo hồ lô trong tay bé gái, thi thoảng lại liếm môi trông có vẻ thèm thuồng. Bên cạnh bé gái còn có một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài ngang vai, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, bà ấy đang cầm một thanh phương thiên họa kích trong tay. Hai người. Diệp Quân hơi hoài nghi, hắn liếc nhìn tên nhóc màu trắng trên cánh tay bé gái, cộng thêm tên này thì miễn cưỡng cũng coi là hai người rưỡi. Hai người rưỡi. Hơi ít. Lúc này, An Nam Tịnh đột nhiên chỉ vào Diệp Quân, Tiểu Bạch, bảo vệ tên này, Nhị Nha, Vị Nhiên, đánh. Nói xong, bà ấy cũng xông ra. Nghe An Nam Tịnh nói vậy, người phụ nữ váy trắng bên cạnh Nhị Nha đột nhiên lao tới, còn bé gái tên Nhị Nha cũng đưa cây kẹo hồ lô trong tay cho tên nhóc nằm trên cánh tay rồi cũng xông ra theo. Khoảnh khắc này, cả vũ trụ tinh hà cũng rung chuyển như sắp sụp đổ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Diệp Quân trợn tròn hai mắt. Bé gái này mạnh thật. Tên nhóc màu trắng lại ở nguyên vị trí, nó vội vàng liếm viên kẹo hồ lô cuối cùng, lúc này, phía xa đột nhiên vang lên giọng nói của An Nam Tịnh, Tiểu Bạch, bảo vệ tên kia cho tốt. Bảo vệ. Nghe vậy, Tiểu Bạch chớp mắt, hơi ngẩn ra, nó liếc nhìn khắp xung quanh một lượt, bảo vệ ai cơ. Lúc này, Diệp Quân phía bên dưới đột nhiên lên tiếng, ta. Tiểu Bạch nhìn về phía Diệp Quân chỉ vào bản thân, bà ấy bảo ngươi bảo vệ ta. Tiểu Bạch quan sát Diệp Quân một lượt, nó chớp mắt, rất nhanh, nó bay tới trên cánh tay Diệp Quân, sau đó dùng móng vuốt nhỏ khẽ vào đầu Diệp Quân. Diệp Quân trầm mặc, ngươi coi ta là mèo đấy à? Cùng lúc này, Diệp Quân đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, một thanh giáo dài đột nhiên lao ra từ giữa trán của một thần đế, sức mạnh cường đại đẩy thần đế đó lùi ra bên ngoài hàng vạn trượng. Bé gái Nhị Nha bên cạnh An Nam Tịnh cũng nhún người nhảy lên, tung ra một cú đấm đánh vỡ một miền tinh không. Mà hai thần đế đang đứng trong miền tinh không đó cũng lùi ra xa mấy trăm nghìn trượng, vừa dừng lại, thân xác của hai thần đế cứ thế mai một dần đi, linh hồn cũng tan biến. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Diệp Quân chợt biến đổi. Bé gái tên Nhị Nha này thật khủng bố. Ở một diễn biến khác, người phụ nữ váy trắng tay cầm phương thiên họa kích một mình chiến đấu với ba thần đế nhưng không hề yếu thế, bà ấy đã ép mấy thần đế thở không ra hơi. Mạnh thật! Nhìn thấy cảnh tượng này, đám cường giả bên phía thư viện Quan Huyên đều kinh ngạc không thôi. Mặc dù người ít, nhưng rất giỏi đánh đấm. Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía tên nhóc màu trắng trên cánh tay, hỏi có phải ngươi cũng rất giỏi đánh lộn không? Tiểu Bạch chớp mắt. Sau đó giơ vuốt nhỏ lên vung vẩy một hồi, vung mãi rồi nó đột nhiên rút ra hai viên giống như quả trứng, bên trên còn có nút ấn. Mẹ kiếp! Tiểu Tháp đột nhiên kinh ngạc thốt lên, bom! Diệp Quân vẻ mặt hoài nghi, đây là thứ gì vậy? Tiểu Bạch nhếch miệng cười, sau đó đưa hai viên giống như quả trứng đó cho Diệp Quân. Diệp Quân nhận lấy, Tiểu Tháp đột nhiên hô lên đầy khiếp sợ, đừng nghịch thứ này, sẽ... Lúc này... Diệp Quân đã ấn cái nút kia luôn rồi. Tiểu Tháp. Nhìn thấy Diệp Quân đã ấn cái nút đó, Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó vuốt nhỏ nhanh chóng khua về một bên. Diệp Quân hoàn toàn mờ mịt, ý gì thế? Tiểu Tháp đột nhiên run giọng nói, chết tiệt, mau vứt đi. Diệp Quân ngẩn ra. Bấy giờ, Tiểu Bạch đột nhiên đưa hai vuốt lên che hai mắt. Trong nháy mắt. Một sức mạnh khủng bố đột nhiên bộc phát ra từ trong lòng bàn tay của Diệp Quân, sức mạnh cường lại lập tức đẩy Diệp Quân văng xa ra cả chục nghìn trượng. Mọi người đều sững sờ. Sau khi Diệp Quân dừng lại thì linh hồn cũng trở nên hư ảo trong suốt, nếu không phải ông lớn bí ẩn bên trong Tiểu Tháp ra tay tương trợ thì linh hồn của hắn đã bị nổ tung. Tất cả mọi người nhìn Tiểu Bạch, gương mặt ngập tràn vẻ phòng bị. Tên này không phải do đối phương cử tới chứ? Diệp Quân cũng ngẩn ra. Khoảnh khắc này, hắn cảm giác đầu mình đang kêu ong ong. Thứ gì vậy chứ? Suýt làm hắn nổ mất xác luôn rồi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cái chết cận kề tới như vậy. Cùng lúc này, võ lão cũng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông ấy mở lòng bàn tay ra, một cái hộp màu đen đột nhiên bay tới trên đỉnh đầu Diệp Quân. Một giây sau, từng luồng khí tức linh hồn thanh khiết không ngừng chảy vào bên trong linh hồn Diệp Quân. Chẳng mấy chốc, linh hồn của Diệp Quân đã trở nên bình thường hơn một chút. Nhìn thấy cảnh tượng này,
mọi người xung quanh cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân nhìn Tiểu Bạch bên cạnh, Tiểu Bạch trông rất vô tội, vuốt nhỏ của nó vung vẩy một hồi giống như đang biểu đạt gì đó. Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, nó đang nói gì thế? Tiểu tháp trầm giọng nói, nó nói tại sao ngươi không ném? Diệp Quân trầm mặc, chết tiệt, ta đâu biết ngươi đưa cho ta một thứ sẽ phát nổ chứ? Cú nổ này suýt thì nổ tan luôn cả linh hồn của hắn. Da đầu tê dại. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vung móng vuốt nhỏ, đột nhiên có một quả trứng cỡ như trái dưa hấu xuất hiện trước mặt nó. Diệp Quân sửng sốt. Những người khác cũng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng và phòng bị, đồng loạt lùi ra sau. Móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch chỉ vào quả trứng lớn, miệng nở nụ cười. Diệp Quân nhìn Tiểu Bạch, cả gương mặt mang vẻ phòng bị, thầm hỏi trong lòng, tháp ra, nó nói gì thế? Tiểu tháp bình tĩnh nói, nó nói viên này uy lực lớn hơn, có thể khiến cho cả vũ trụ này nổ tung, hỏi ngươi có muốn chơi không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.